Chương 169. Tôi có chìa khóa. Tàu vũ trụ khởi hành, một số người trong đội chủ lực trở về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi. Vệ Tam kết nối não và bắt đầu học chương trình của Ngư Thanh Phi. Bởi vì chuyện nhà cũ quý tử, bây giờ cô không chỉ nghe Ngư Thanh Phi giảng bài mà còn chú ý trên tay ông ấy đang làm cái gì. Sự chú ý này làm Vệ Tam phát giác Ngư Thanh Phi làm gì đấy. Cô cũng không thể nhìn rõ. Nói là cấu trúc cơ giáp 3S thì trông cũng không giống lắm, nhưng đôi khi lại cảm thấy quen thuộc. Xem không hiểu, cô chỉ đành đi ra và vẽ trên bàn thảo, Hồng nghĩ rằng sau này học hỏi nhiều là hiểu được. Sau khi vẽ xong, vệ tam đưa cho ứng Thành Hà xem và anh chàng cũng chả hiểu ngay từ đầu. Để tôi bỏ bàn thảo hướng dẫn do cậu vẽ vào quang não và cho phân giải. Ngày hôm sau, ứng Thành Hà, người cả đêm không ngủ, gõ cửa vệ tam. Phần bàn tay này có thể tách ra thành cấu trúc của cặp cấp S và 3S, chúng chồng lên nhau cho nên có vẻ vừa không hiểu vừa thấy quen. Vệ tam nhìn đồ họa khi bàn tay cơ giáp được tách ra như có điều suy nghĩ, cấu trúc khác thì sao? Ứng thành hà lắc đầu, tôi đã thử rồi, không tách ra được, có thể là nguyên lý cấu trúc chưa biết nào đó. Vệ tam nhìn chằm chằm vào kết cấu bị ứng thành hà tháo rời thành các hình dạng khác nhau, cô cũng không nhìn ra nguyên nhân hai người đành buông tha và tiếp tục học từng bước chẳng qua trong khoảng thời gian từ sao tây tháp đến sao sao pasadena này thì vệ tam và ứng thành hà cũng chẳng ngủ được họ mãi đâm đầu vào các loại giảng dạy và lý luận cơ giáp ngay cả ăn cơm mà cũng lười đi ra ngoài vẫn là đám người kim kha đưa cơm vào phòng giữa chừng còn bị hạng minh hóa và giải ngữ mạn hỏi một câu vì sao không thấy vệ tam và ứng thành hà bình thường nhìn thấy năm người này đi lại khắp nơi Đột nhiên thiếu hai người làm họ không quen lắm Kim Kha nói mà mắt cũng chả chớp Thành Hà giúp vệ tam đổi cơ giáp Mấy thầy cô tin Mãi cho đến bến cảng sau Pasadena Hạng Minh Hóa nhìn thấy hai người vệ tam và ứng Thành Hà mang theo quần thâm cực lớn đi ra Ông cứ muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng bảo ơi, Đừng quá gấp chuyện của cơ giáp Ứng Thành Hà và vệ tam giật mình cho rằng chuyện bọn họ nhốt mình trong phòng mỗi ngày nghiên cứu cơ giáp đã bị thầy cô phát hiện. Kim Kha chen tới giữa hai người, hai tay khoác lên vai vệ tam và ứng thành hà và nói với hạng minh hóa. Dạ đã biết, thầy, để em đốc thúc hai người nghỉ ngơi thật tốt. Tàu vũ trụ của trường Damaco và Viện Bình Thông vào cảng cùng nhau, hai nhóm xuất hiện trái ngược hoàn toàn. Các sinh viên trường Damaco thì huyên náo mang theo sức sống, còn viện bình thông bên kia thì chẳng có âm thanh dư thừa nào ngoại trừ tiếng bước chân từ trận đầu tiên đến bây giờ khí thế của mỗi trường quân sự đã bắt đầu thay đổi sự im lặng hiện tại của viện bình thông lúc này không chỉ xuất phát từ thói quen của trường quân sự mà còn giống như mất đi nhuệ khí sự tương phản giữa hai đội chủ lực thậm chí còn rõ ràng hơn khi so sánh vừa mới nhận được thông báo năm trường quân sự đã đến đông đủ thì sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe chung. Giải ngữ mạn đi xuống từ trên tàu vũ trụ và nói với hạng minh hóa. Khi nào? Hạng minh hóa quay đầu hỏi. Ngày mai, giải ngữ mạn gửi thông báo cho hạng minh hóa. Việc kiểm tra sức khỏe không phải là hiếm. Thỉnh thoảng có những thay đổi trong môi trường, địa điểm hay sân bãi trong cuộc thi. Nên để ngăn chặn sinh viên trường quân sự hao tổn quá nhiều, bọn họ cho điều tra trước, sàng lọc những sinh viên có thể chất không đủ tốt. Hạng Minh Hóa nhíu mày, thế là xác định sân thi đấu rừng mưa nhiệt đới sẽ khó khăn hơn. Không nói rõ ràng, nhưng 8-90%. Giải ngữ mạn nhìn những sinh viên lên máy bay, trường đua rừng mưa nhiệt đới có rất nhiều loại tinh thú, quan trọng là bên trong còn có sinh vật khác, không có con nào dễ chọc. Nếu như không tiến vào cơ giáp lại không có kinh nghiệm thì rất dễ xảy ra chuyện nửa tháng này tất cả các chỉ huy phải học thêm về môi trường rừng mưa nhiệt đới học cách xác định hầu hết động vật và thực vật trong đó đồng thời phải học khả năng sinh tồn hạng minh hóa thở dài nửa tháng học những thứ này đúng là một công việc khổng lồ sau khi các trường quân sự được phân phối ký túc xá và phòng huấn luyện cá nhân xong họ đã nhận được thông báo từ giáo viên dẫn đội về việc kiểm tra sức khỏe chung đội chủ lực của trường Damaco đã biết từ sớm ở sao Tây Tháp nên chẳng có cảm xúc ngạc nhiên gì. Vệ Tam bắt đầu nghiên cứu địa hình khắp nơi, còn bốn người còn lại thì đi cùng che chắn. Trong mắt các sinh viên quân sự khác thì đoàn người đội chủ lực của trường Damaco nhàn rỗi nên lắc lư khắp nơi trên sân diễn tập sao Pasadena. Ngày hôm sau, các trường quân sự không huấn luyện mà lại xếp hàng trong tòa nhà y tế để kiểm tra sức khỏe. Thể chất, máu, Cảm giác, ba hạng mục, tất cả phải được kiểm tra hết. Người ta nói cuộc kiểm tra sức khỏe lớn này còn có một lý do quan trọng nhất. Lý do gì? Mấy cậu còn nhớ Jill thuộc đội chủ lực của trường quân sự Samuel trước đó? Là chiến sĩ độc lập đội chủ lực tăng lên cấp 3S đó hả? Nghe nói cô ấy đã tiến hóa. Ừ. Một trong những lý do quan trọng nhất cho cuộc kiểm tra thể chất này là để đo xem có bất kỳ người nào khác cũng tiến hóa hoặc là có đặc điểm tiến hóa hay không. Người của đội chủ lực trường Damaco nghiêng tai nghe những người của các đội tuyển trường khác bàn chuyện. Liêu Như Ninh hỏi Kim Kha, vậy vệ tam thì tính sao bây giờ? Phía thầy cô sẽ tìm cơ hội thay thế. Kim Kha nói, còn có bác sĩ tỉnh thê ở đây, bác ấy sẽ giúp đỡ ứng tinh quyết không đến vệ tam nhìn lướt qua tất cả các trường quân sự đang xếp hàng phát hiện anh ta không ở trong trường đế quốc kim kha nhìn về phía trường đế quốc rồi không có gì ngạc nhiên báo cáo xét nghiệm của anh ta sẽ có đội ngũ y tế chuyên dụng chẳng cần phải đến và kiểm tra sức khỏe cùng một chỗ với tụi mình đội chủ lực đi vào kiểm tra trước năm người thay phiên nhau đi vào vệ tam cuối cùng bác sĩ sẽ là người của các trường quân sự khác và bên cạnh còn có giáo viên của trường damerco theo dõi khi lấy máu vệ tam nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong tay bác sĩ giống như muốn nhìn nó cho nở cả hoa bạn này em có vấn đề gì sao bác sĩ vô thức hỏi không có việc gì vệ tam lắc đầu cô chỉ muốn nhìn máu của mình quả nhiên vẫn nhìn không ra vấn đề gì việc này phòng trừng còn phải do một mình ứng tinh quyết làm. Lấy máu rồi, vệ tam buông ống tay áo xuống và đi về phía phòng xét nghiệm tiếp theo. Kiểm tra mức độ cảm giác. Có hai bác sĩ trong phòng, một người ghi chép và một người cho phép sinh viên vào, và tỉnh thê là bác sĩ chịu trách nhiệm cho sinh viên đi vào. Đứng lên đi. Bác sĩ đang cúi đầu ghi chép xong một nhóm số liệu thì ngẩng đầu nói với vệ tam. Vệ Tam đứng lên sau đó phóng cảm giác. Trên dụng cụ đo lường hiển thị một cấp S cực kỳ dễ thấy. Bác sĩ ghi số liệu cúi đầu ghi lại, vừa muốn vệ Tam đi xuống, bỗng nhiên ông ta nhớ tới cái gì đó nên nhìn cái cấp S kia một chút xong lại nhìn vệ Tam, giải phóng tất cả cảm giác. Tỉnh Thê vừa định giải thích cho vệ Tam nhưng nhìn thấy cô đặt tay lên thiết bị một lần nữa ngay, màn hình màu cam bắt đầu tăng lên, tăng mãi cho tới cấp 3S mới thôi. Được rồi, đi xuống. Bác sĩ ghi lại số liệu hài lòng nhìn thấy cấp 3S thì để vệ tam rời đi. Một bên nhỏ giọng chửi bới, sinh viên bây giờ ai nấy chả ngoan ngoãn gì, toàn làm trò quỷ ma. Tỉnh thê. Bác ấy gõ vào quang não, ra hiệu cho vệ tam nhìn. Vệ tam đi ra ngoài thì mở quang não, cô thấy ngay tin nhắn của bác sĩ tỉnh thê gửi tới hỏi cảm giác cô đã xảy ra chuyện gì. Lén lút ăn xin. Hình như hơi thông suốt. Tỉnh thê một lúc sau mới gửi lại. Sau đó, một tin nhắn khác, đến phòng y tế 211 vào ban đêm để tìm tôi. Buổi tối cô còn đi xem mẫu máu với ứng tinh quyết, làm gì có thời gian. Lén lút ăn xin, bác sĩ, cháu có việc vào ban đêm rồi. Tỉnh thê bên kia vẫn còn bận rộn, chờ đến khi bác ấy bảo ngày mai tới thì đã là một tiếng sau đó vệ tam kiểm tra sức khỏe xong đã thấy mấy người kim kha đang chờ ở cửa tốt kim kha đưa cho cô bản vẽ mặt bằng cấu trúc của tòa nhà y tế này nhưng trong tay ứng tinh quyết có phiên bản chi tiết hơn tớ cậu cứ đi theo anh ấy là được vệ tam cúi đầu cẩn thận thu lại vẫn phải nhìn xem lỡ đâu anh ta ném tớ ở đó đến lúc đó tớ mà bị phát hiện thì tính sao hoắc tuyên sơn liếc cô một cái bình thường cũng không thấy cậu không tin anh ta. Vệ tam vỗ vỗ vai Hoác Tuyên Sơn nói lời thấm thía, tây tây, cậu vẫn quá ngây thơ. Miễn là chúng ta vẫn còn trong cuộc thi thì tụi này luôn luôn là đối thủ và có thể đâm dao bất cứ lúc nào. Hoác Tuyên Sơn Cuộc kiểm tra sức khỏe lớn của tất cả các trường quân sự mất cả ngày, cho đến xế chiều mới kết thúc. Đội chủ lực của trường Damaco không đi đến khoang mô phỏng, mà đi bộ xung quanh song mấy người khác thấy chả có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lần này bốn người tách ra đi dạo mãi cho đến một giờ tối, Hoắc Tuyên Sơn mới đi tìm Hoắc Kiếm, ứng Thành Hà thì cố ý mời ứng Tinh Quyết cùng đi ra ngoài với cớ là bồi dưỡng tình cảm anh em. Liêu Như Ninh đi đến ký túc xá sau Pasadena tìm Quyên Ly Eli để thảo luận về đặc sản côn trùng. Người của trường Damaco có ý gì? Từ đồ ra nhìn ứng tinh quyết đi ra ngoài còn hoắc kiếm ở lại trong phòng bọn họ thế là y đi tìm công nghi giác bọn họ đâu có mới nổi điên hai ba ngày công nghi giác ngồi xổm trên mặt đất tháo rời các bộ phận cơ giáp anh ta trả lời mà đầu trả ngước lên tư đồ ra hơn nửa đêm mà chỉ huy chính đi ra ngoài với ứng thành hà thì có chuyện gì xảy ra không cậu có việc thì chỉ huy chính vẫn sẽ không có việc gì công nghi giác đứng dậy lắp ráp lại các bộ phận đã được tháo rời lời này không thể nói như vậy công nghi chuyện ở đấu trường tây tháp mới vừa mới qua đi thôi tư đồ gia nhíu mày chúng ta nên luôn đặt an nguy của chỉ huy ở trong lòng một người chỉ huy một cơ giáp sư thì có chuyện nguy hiểm gì xảy ra đám người của trường Damaco dù điên đến đâu cũng sẽ không ra tay trong sân tập công nghi giác xoay người huống chi cậu tìm tôi có ích gì cơ sơ vũ ở phòng đối diện tư đồ gia nếu y dám đi tìm cơ sơ vũ thì chẳng cần xuất hiện trong phòng công ni giác. Tuy nhiên ngẫm lại thì đúng là không có khả năng có vấn đề gì được, dẫu sao bên cạnh chỉ huy chính bây giờ còn có một đội hộ tống. Sau khi ứng thành hà và ứng tinh quyết ra tới, anh dẫn anh họ mình đến tòa ký túc xá của trường Damaco. Vừa mở cửa, trong phòng chỉ còn lại một mình vệ tam. Ứng thành hà, kim kha đâu? đi kéo các thầy cô nói chuyện rồi. Vệ Tam thay một bộ thường phục, giày cũng đổi sang loại nhẹ nhàng. Cô đánh giá Ứng Tinh Quyết đứng ở phía sau rồi lấy ra một thứ từ trong túi và ném về phía anh. Ứng Tinh Quyết theo bản năng chụp lấy thứ cô ném tới, rồi cúi đầu nhìn sợi dây buộc tóc màu đen trong tay. Anh dương mắt nhìn Vệ Tam, trong mắt có tí khó hiểu. Buộc tóc lại, tránh được lúc chạy lại phiền phức. Vệ Tam sửa sang lại cổ áo cô dừng một chút và quay đầu nhìn anh anh có buộc tóc được không tay thon dài tái nhợt anh làm lộ ra rồi rất nhanh rời đi cơ thể anh có vấn đề gì không đợi lát nữa chúng ta phải leo lên lầu đấy không cần leo lầu ứng tinh quyết chậm rãi nói chúng ta tránh người rồi đi qua là được máy giám sát đã được xử lý xong vệ tam giờ này tòa y tế đã đóng ứng tinh quyết ừ một tiếng tôi có chìa khóa Vệ Tam, đây là chỗ tốt của việc hợp tác với ứng tinh quyết à? Chương 170. Anh ta không trả tôi cái dây cao su. Hơn nửa đêm, ứng tinh. Chương 170. Anh ta không trả tôi cái dây cao su. Hơn nửa đêm, ứng tinh quyết đi theo phía sau Vệ Tam và tránh máy giám sát hành lang của ký túc xá trường Damocle. Vệ Tam vừa dán người vào tường đi vừa hỏi tại sao anh không chặn luôn camera giám sát ở đây? Không tìm được người, ứng tinh quyết nói đơn giản thế, chẳng có tí xấu hổ nào. Vệ tam đi đến khúc cua rồi lưng dán vào tường, cô thăm dò đi về phía trước một bước, kế đó lập tức quay đầu ý bảo ứng tinh quyết ngồi xổm xuống tránh máy giám sát. Hai người vòng qua cái máy rồi đi xuống một tầng, họ đi tới góc chết camera thì lại đụng phải Niếp Hạo Tề và Đinh Hòa Mỹ bây giờ mới huấn luyện trở về. Ứng Tinh Quyết đứng sau lưng Vệ Tam khẽ đưa tay lên vừa định điều khiển hai người này thì anh đã nhìn thấy Vệ Tam đứng bật dậy, đưa tay đẩy về phía sau, rồi kéo anh cùng dán vào góc tường. Ứng Tinh Quyết khẽ nhíu mày không hiểu ý, hai người này rõ ràng đã nhìn thấy bọn họ, dù Vệ Tam lại trốn ở bóng tối góc tường cũng vô ích. Bởi vì kiểm tra sức khỏe chiếm thời gian nên nếp Hạo Tề với Đinh Hòa Mỹ huấn luyện đến khuya mới trở về ký túc xá. Một đường đi tới này họ còn đang thảo luận chuyện kỹ xảo chiến đấu. Kết quả vừa mới đi tới cầu thang lại gặp chúng vệ tam. Chủ yếu cũng không phải vệ tam mà là ứng tinh quyết ở phía sau. Đinh Hòa Mỹ trừng lớn cả mắt. Nhưng rất nhanh hai người đã tiếp tục đề tài trước đó, coi vệ tam và ứng tinh quyết là không khí. Chị à, cái chiêu vừa rồi chị nói ấy, em vẫn chưa hiểu. Thật á. Thật ra em đụng tới chiêu kia thì chỉ cần dùng hỏa lực tấn công dồn dập là được. Niếp Hạo Tề và Đinh Hòa Mỹ vừa nói vừa đi, dường như hoàn toàn không thấy người ẩn nấp ở góc tường. Chờ sau khi bọn họ lên lầu, Vệ Tam mới tiếp tục đi về phía trước, chợt cô quay đầu nhìn Ứng Tinh Quyết, "Đi." Hai người đi ra khỏi ký túc xá, vượt qua một đoạn đường ngắn, Ứng Tinh Quyết hỏi Vệ Tam, "Bọn họ nhìn thấy chúng ta?" "Ai?" anh vừa nhìn thấy người nào? Vệ tam hỏi ngược lại. Ứng tinh quyết lặng im, anh nhớ ra hai người vừa rồi từng cùng ở chung một tiểu đội với vệ tam. Vì vậy, chỉ cần ở bên nhau trong một thời gian như thế là có thể tin tưởng lẫn nhau. Ra khỏi ký túc xá Damaco rồi, hai người đã đi một chặng đường suôn sẻ vì hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi. Đi tới tòa nhà y tế, vệ tam xoay người chờ ứng tinh quyết tới, đến lượt anh đấy ứng tinh quyết đến gần cửa anh mở quang não bật một thẻ ảo rồi nhàng quẹt nó qua khóa cửa cửa đã tự động mở ra bọn họ ngang nhiên đi vào vệ tam ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera giám sát đèn đỏ còn sáng rõ ràng nó vẫn còn làm việc hình ảnh bên phía màn hình đã được cài lặp lại sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta bước vào ứng tinh quyết nhìn theo ánh mắt của cô rồi giải thích đi thôi vệ tam rơi xuống phía sau anh, chờ ứng tinh quyết dẫn đường. Cả hai đều đây để quan sát các mẫu máu, và có hai chuyện cần xác định. Một là máu của ai có vấn đề, hai là vệ tam có thể nhìn thấy sương mù bọ đen trong máu hay không. Mẫu máu được đặt trên tầng 6, hai người đi bộ trong hành lang tối tăm lớn. Vệ tam quan sát xung quanh, không vì những gì ứng tinh quyết nói trước đó mà buông bỏ cảnh giác. Ứng Tinh Quyết đi tới trước một gian phòng, đẩy cửa đi vào rồi quay đầu nhìn về phía Vệ Tam, "Vào đi." Có một tủ giữ lạnh lớn và hai bàn làm việc ở đây. Ứng Tinh Quyết đi tới trước tủ giữ lạnh số 1 rồi kéo cái hộp. Bên trong đó có 24 mẫu máu, anh liếc mắt một đã xác định được cái nào là mẫu của Vệ Tam. Ứng Tinh Quyết cầm lấy ống nghiệm, quả nhiên phía dưới viết tên Vệ Tam. Anh bỏ ống nghiệm vào túi cùng lúc lấy ra một ống nghiệm khác giống hệt có cả mẫu máu ở trong túi rồi đổi nó lại chỗ đó. Vệ Tam, anh lấy mẫu máu ở đâu? Đây là giả." Ứng Tinh Quyết nói không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ vào mẫu máu còn lại, "Cô có thể nhìn ra cái gì không?" Vệ Tam lắc đầu, "Không, tất cả đều có một màu." Ứng Tinh Quyết lấy ra một ống nghiệm khác từ đó rồi quay nhãn sang, "Đây là mẫu máu của cô Sai Musashi." Tôi có thể thấy xương mù bọ đen bên trong. Khác với khí đen trong máu Vệ Tam, anh dùng cảm giác che lên mắt Vệ Tam, lại hỏi cô có thể nhìn thấy hay không. Vệ Tam vẫn lắc đầu như trước. Cô có thể nhìn thấy xương bọ đen riêng biệt nhưng không nhìn thấy chúng trộn lẫn trong máu. Ứng Tinh quyết xác định. Vệ Tam đang xem mẫu máu với anh bỗng đưa một tay đoạt lấy ống nghiệm trong tay anh rồi nhanh chóng đặt về chỗ cũ. Cô đóng lại cái ngăn lạnh tay kia che môi ứng tinh quyết trong nháy mắt đã kéo người ta chuyển đến dưới bàn làm việc lòng bàn tay ấm áp dán lên môi khiến ứng tinh quyết giật mình thậm chí không chú ý tới bất thường bên ngoài cứ thế anh bị vệ tam kéo xuống hai người trốn dưới gầm bàn vệ tam đưa ngón tay đặt ở bên môi ra hiệu anh chớ nên lên tiếng sau đó cô mới buông tay đang bụng miệng ứng tinh quyết chẳng bao lâu ứng tinh quyết đã phát hiện có người ở hành lang cảm giác của anh lan tràn ra ngoài đưa cho đối phương ám chỉ khiến người này bỏ qua cái bàn làm việc này bịch bịch âm thanh của giày dẫm trên sàn nhà có vẻ chậm chạp khoan thai tiếng động này vẫn tiếp tục đến gần và cuối cùng dừng lại ở phía trước cửa căn phòng vệ tam xác định người này không phải là nhân viên làm việc vì đèn xung quanh vẫn không bật chỉ là một mảng tối tăm đối phương lặp lại động tác trước đó của bọn họ Mở tủ giữ lạnh số 1, sau đó lại tiếp tục di chuyển đến tủ giữ lạnh số 2, cứ liên tục kéo ngăn giữ lạnh như thế làm tiếng ống nghiệm va chạm vang lên. Vệ Tam và ứng tinh quyết giấu mình tại bàn làm việc dựa vào tường, không nhìn thấy người này là ai, chỉ có thể trốn ở phía dưới chờ người này rời đi. Trong 20 phút, sau khi người này mở tủ giữ lạnh ra rồi làm cái gì đó, kế đó đã rời đi vệ tam nửa ngồi xổm dưới bàn làm việc đợi một hồi lâu mới đi ra từ trong đó cô khom lưng đưa tay ra muốn kéo ứng tinh quyết ra chỉ huy người ta cũng nên chăm sóc một tí ánh mắt ứng tinh quyết dừng ở lòng bàn tay cô anh ngây người một lát rồi mới do dự đặt tay lên vệ tam dùng một tay kéo người anh vừa rồi là chuyện xảy ra đột ngột xin lỗi nhưng mà người vừa nãy đến đây làm gì cũng chả giống đến vào giữa đêm để kiểm tra các mẫu máu, nghe âm thanh càng giống như làm cái gì trong đó. Vết chầy trên tay cô, không giống như bị thương lúc huấn luyện. Câu đầu tiên khi ứng tinh quyết nói lại là hỏi vệ tam. Vệ tam cúi đầu nhìn các vết thương nhỏ trồng chất trong lòng bàn tay mình, thuận miệng vu oan lên người đồng đội, ứng thành hà bảo tôi giúp cậu ấy tháo cơ giáp, cho nên bị thương một chút. Những chuyện này nên cho cơ giáp sư tự làm ứng tinh quyết khẽ nhíu mày lúc trước em ấy không có tính thế này anh cho rằng cậu ấy nên có tính cách như thế nào vệ tam hỏi ứng tinh quyết ngẩn ra phong cách làm việc của em họ hoàn toàn khác với lúc trước ở sao đế đô hiện tại dường như mới đúng là bộ dáng chân chính của nó anh xem các mẫu máu khác thử vệ tam kéo ngăn dựng của tủ giữ lạnh ứng tinh quyết im lặng nhìn sang kế tiếp bọn họ xem xét mẫu máu của mọi người Cuối cùng ngoại trừ mẫu máu của cô Sai Musashi có vấn đề, những người khác hoàn toàn không có vấn đề gì. Nó quá sạch sẽ. Vừa rồi người kia đến đổi mẫu máu. Vệ Tam hỏi anh, "Có lẽ thế?" Ứng Tinh quyết rũ mắt, từ tiếng bước chân và nhịp thở của người vừa rồi, anh có thể phán đoán ra là một người con trai trưởng thành, là nhân viên hoặc giáo viên trường quân sự, nhưng có một điều chắc chắn, ai đó biết vấn đề của xương bọ đen vệ tam đóng ngăn kéo tủ giữ lạnh cuối cùng cô hơi thất vọng mẫu máu không có tác dụng uổng công đi một chuyến rồi không tính là uổng công ứng tinh quyết nói xác nhận vấn đề của cô hai người ra khỏi phòng lúc này lại thêm vài phần thận trọng vì lo lắng đụng phải người khác vệ tam mang theo ứng tinh quyết trở lại ký túc xá của cô cô vừa đi vào là ứng thành hà liền đứng dậy hỏi thế nào rồi ngoại trừ cô sai Musashi, mẫu máu của những người khác sạch sẽ. Vệ Tam trả lời. Tốt rồi, ứng thành hà là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, lại nói, cô sai Musashi bị nhiễm bệnh, sau đó. Không tốt đâu. Vệ Tam ngồi xuống, tụi này đi vào phòng để mẫu máu trước rồi có người tới sau, hình như đổi mẫu máu có vấn đề rồi. Có người đổi mẫu, ứng thành hà khiếp sợ, ai? Vệ Tam lắc đầu, không thấy người, máy giám sát cũng đã bị che lại từ sớm. Cô tựa vào sofa, hai chân đặt lên bàn trà rồi ngửa đầu chống lại ánh mắt của ứng tinh quyết. Chợt như nhớ tới cái gì, cô đá vào chân ứng thành hà, đưa anh họ cậu về. Ứng thành hà lười biếng, anh, hay là anh tự về đi? Ứng tinh quyết lấy mẫu máu thay thế từ trong túi ra hỏi vệ tam, tôi có thể mang cái này đi không? Vệ tam tùy ý phất tay, cầm đi cái gì ứng thành hà hỏi cô mẫu máu của tôi cậu lấy ra rồi thì chẳng phải bị người ta phát hiện à ứng thành hà sốt ruột hỏi vệ tam chỉ ứng tinh quyết anh ấy đã có hàng thay thế từ trước rồi không có việc gì ứng tinh quyết cầm mẫu máu gật đầu với hai người rồi xoay người rời khỏi ký túc xá qua hồi lâu hoác tuyên sơn và kim kha trở về rồi hỏi tình huống trước Vệ Tam kể chuyện xảy ra trong tòa y tế cho bọn họ nghe. Nói đến một nửa bỗng nhiên cô nói lệch khỏi đề tài. Anh ấy không trả lại cọng dây cao su của tôi rồi. Một cọng dây cao su có thể được sử dụng trong một năm. Nó là do vệ tam bỏ ra một cái, giá lớn, mua ở sao 3212. Nay chỉ còn lại một cái trên đầu của cô, ứng tinh quyết đã lấy đi một cọng cuối. Đau lòng quá, Hoắc Tuyên Sơn và Kim Kha hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì, chỉ có Ứng Thành Hà lúc đó ở đây hiểu được ý tứ của Vệ Tam. Anh họ tôi sẽ không cột thứ này ra ngoài đâu, nói không chừng đi về đã ném rồi. Ứng Thành Hà an ủi, để tôi bồi thường cho cậu một cọng. Một hộp. Được, một hộp. Bốn người chuẩn bị tắm rửa để ngủ, Hoắc Tuyên Sơn rốt cục phản ứng lại trước, thiếu gia lưu đâu? ký túc xá sao Pasadena buổi tối liêu như ninh tìm tới cửa người mở cửa là cao đường ngân cô ta trả thân thiện tí nào dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi cậu ta đến làm gì tôi tìm quynly Eli. thiếu gia liêu vô cùng mẩn cảm với giọng điệu dở dở ương ương của người khác nhưng đôi khi thần kinh lại cứng vô cùng hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự lãnh đạm của cao đường ngân tìm cậu ấy làm gì tìm cô ấy đi chơi Thiếu gia Liêu nghiêm túc đáp. Cao đường ngân Đúng lúc Quyên Ly Eli đi ra khỏi phòng, cô ấy nhìn Liêu Như Ninh ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Liêu Như Ninh nhiệt tình vẫy tay với mình. Có thể nói cho tôi biết thêm cách ăn của mấy côn trùng đặc sản mà cậu nói hồi trước được không? Hai người ở trong phòng khách nói chuyện. Cao đường ngân nhấn mạnh hai chữ, phòng khách, xong mới để Liêu Như Ninh tiến vào liêu như ninh vừa ngồi xuống đã bắt đầu báo tên món ăn đùng đùng hỏi một đống Quyên ly eli nghe sững sờ cuối cùng chỉ có thể giải thích từng cái một các thành viên chủ lực khác của sao pasadena trong phòng khách đều ở đây đặc biệt là anh em sinh đôi thì vẫn nhìn lăm lăm vào liêu như ninh hiển nhiên muốn xem cậu ta giờ trò gì nhưng hình như tên này chỉ đến hỏi đặc sản địa phương và điểm tham quan các cậu sắp ra ngoài chơi thật á ly Eli hỏi: "Đúng vậy?" Liêu Như Ninh nói thẳng thừng, "Tụi này phải ra ngoài chơi một ngày ở tất cả địa điểm thi đấu." Sơn Cung Dũng Nam ở bên cạnh suy cười một tiếng. Liêu Như Ninh làm lơ, tiếp tục nhiệt tình hỏi cô cũng có bất cứ điều gì cần bổ sung chuyện đặc sản không? Sơn Cung Dũng Nam. Queenly Eli nhìn về phía ngư phó Tín đọc sách bên cạnh rồi nói với Liêu Như Ninh, "Cậu ấy là người bản địa sao, sao Pasadena?" biết rõ nơi này hơn tôi. Cậu có thể hỏi cậu ấy." Liêu Như Ninh trong nháy mắt đứng dậy, ngồi sát tới cạnh Ngư Phó Tín, "Anh Ngư, anh có đề nghị gì?" Ngư Phó Tín nhíu mày, lật một trang sách và phớt lờ cậu ta. Liêu Như Ninh hoàn toàn trả để bụng mà còn ghé qua cùng cậu chàng kia xem trang sách đó. Nguyên tắc xây dựng cơ giáp đầy đủ, Thiếu gia Liêu hoàn toàn không hiểu nhưng không cản trở chuyện cậu ta há miệng nói nhức đầu như cái kèn. Ngư Phó Tín bực bội khép lại sách và cười lạnh, thời gian này còn có tâm tư đi chơi. Thiếu gia Liêu do dự hồi lâu, cậu cố gắng như vậy thì sao Pasadena cũng trả giành chức vô địch. Cậu ta chỉ đơn giản là nói sự thật nhưng lời này như đâm vào tim người ta. Cơ mà hình như chuyện Ngư Phó Tín để ý tới trả phải cái này. Cậu ta nhìn chằm chằm Liêu Như Ninh rồi giễu cợt, trong mắt các cậu cũng chỉ có cái này. Chương 171. Giáo viên tạm thời, chương 171. Giáo viên tạm thời. Có cái gọi là ăn cái gì thì trả cái đấy, chẳng qua lời nói của Ngư Phó Tín toàn toàn trả ảnh hưởng được cậu ta. Thiếu gia Liêu là ai chứ, ngay cả người dùng chiêu cả khịa như Vệ Tam mà còn thua nữa là. Úi trời mắt tôi một mí nên đành phải vậy thôi thiếu gia liêu chỉ chỉ vào mắt mình lại nhìn ngư phó tín nói chân thành tôi thấy mắt anh ngư đằng ấy to nè nhìn vật gì cũng nhiều hơn đằng này là chắc cú ngư phó tín không có biểu hiện vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng ý tôi không phải thế liêu như ninh ngồi bên cạnh cậu ta dùng hai tay nắm chặt tay ngư phó tín tôi biết cậu có ý gì đừng khiêm tốn mặc kệ ngư phó tín nói gì liêu như ninh cũng hiểu lầm lời nói của cậu ta rồi cuối cùng lại quay về chuyện đặc sản sao pasadena bị người ta quấn đến mức phiền toái không chịu nổi ngư phó tín chỉ đành nhanh chóng vứt ra một đống tên đặc sản vì muốn thoát khỏi liêu như ninh thế mà đến cuối lại bị liêu như ninh hỏi những đặc sản này mua ở đâu tương đối có lợi ngư phó tín đến lúc liêu như ninh bị đuổi ra ngoài vậy ngày mai tôi lại tối mai chúng tôi huấn luyện khỏi trở lại Quinly Eli nói thẳng, cô chẳng bao giờ nghĩ rằng Liêu Như Ninh có nhiều vấn đề như vậy, chờ cậu ta tí nữa là trời muốn sáng luôn rồi. Được rồi, thiếu gia Liêu lấy làm tiếc, trước khi đi còn nói một câu, các cậu tốt quá chừng. Quinly Eli, cảm ơn. Nếu cô ấy có thể quay trở lại, cô sẽ kiên quyết không trả lời anh ta trong nhóm. Liêu Như Ninh vừa tới hành lang ký túc xá cổ là nhận được tin nhắn từ Kim Kha hỏi tại sao cậu ta còn chưa về họ nhiệt tình quá nên tôi ở lại lâu thêm tí liêu như ninh tắt kênh liên lạc đẩy cửa và vào hoắc tuyên sơn a à một tiếng rõ ràng chẳng tin bên cậu thế nào vệ tam liêu như ninh hỏi không tốt lắm xảy ra chút chuyện vệ tam kể tóm tắt chuyện gặp phải tối nay liêu như ninh ngồi bên cạnh hoắc tuyên sơn nói như vậy trong sân diễn tập có người biết chuyện sương mù bọ đen kim kha gật đầu cũng không tính là ngoài ý muốn nếu ứng tình quyết ở sao cốc vũ điều tra được ba người kia thật sự xảy ra chuyện vì trong khoang mô phỏng có thứ gì đó ắt xương bọ đen đã xuất hiện quá nhiều năm làm sao có chuyện không bị ai phát hiện ra manh mối nói cách khác chúng ta không biết có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh hôm nay tôi đến sao pasadena ngư phó tín nói hai câu rất kỳ quái Liêu Như Ninh lặp đi lặp lại hai câu mà cậu ta nghe được cho cho Kim Kha. Cậu ta nói như vậy. Kim Kha nhíu mày, lời này của ngư phó tín tựa hồ có hàm ý. Phòng ngủ của đội chủ lực trường Damocle rơi vào im lặng, bí ẩn dường như ngày càng lớn nhưng họ lại chẳng biết nói chuyện này với ai. Vì mẫu máu vô dụng, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách chứng minh từng người một, bắt đầu từ đội chủ lực của năm trường quân sự. Hoắc Tuyên Sơn lên tiếng còn có thầy cô nữa kim kha nói thầy hạng không dạy chúng ta nhưng cô giải sẽ thường xuyên đánh với mấy cậu ít nhất tìm cơ hội cũng có thể thấy máu chuyện này cần ứng tinh quyết phối hợp vệ tam chỉ chỉ vào mắt mình tớ không nhìn ra được kim kha không thành vấn đề gì chúng tớ có thời gian để đi xem các cậu chiến đấu cuối cùng thì chỉ huy và cơ giáp sư vẫn phải tập trung vào biểu hiện của ba chiến sĩ độc lập chủ lực ngày đầu tiên là trao đổi thảo luận với giáo viên còn sau đó sẽ trở lại quan sát. Ngoại trừ một đêm rơi vào hoang mang nhiều hơn, mấy người cũng chả có được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Khi đi tập luyện vào ngày hôm sau, các thành viên chủ lực mấy trường quân sự nhìn họ với đôi mắt phức tạp. Bây giờ đội chủ lực của trường Damaco giống như mấy cô đào đi tiếp thị, đi trêu chọc nơi nơi. Chuyện đêm qua bọn họ ghé tới sao Pasadena và đế quốc đã lan truyền ngay buổi sáng, làm các trường quân sự khác phải đoán bọn họ đang liên minh hoặc đàm phán bất cái gì đó. Hôm nay là thầy cô nào dạy? Vệ Tam hỏi Kim Kha. Kim Kha lắc đầu, huấn luyện chung không có thời khóa biểu, nghe đâu thầy cô nào đến ngày nào cũng là chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngay khi ánh mắt mọi người vẫn còn ở trên người mấy thầy cô ngay chỗ nghỉ ngơi đối diện, tập hạo thiên, một trong những người giải thích chương trình đã đi vào từ cửa sân huấn luyện. Ông đi đến chỗ các giáo viên nói đôi ba câu xong thì đi tới nhóm các sinh viên trường quân sự. Nghe nói mấy em ở đây hợp tác huấn luyện. Tập Hạo Thiên nhìn lướt qua tất cả mọi người, vừa lúc tôi làm người giải thích quá lâu rồi, cũng nên hoạt động, nên hôm nay tôi đến thay giáo viên các em dạy một tiết. Vừa rồi tôi đã hỏi thì biết ban đầu tiết học này sẽ đánh cận chiến với các em có mang theo cơ giáp tập hạo thiên đưa tay chỉ vệ tam vậy tôi cũng lên đánh cận chiến em ra khỏi hàng vệ tam tiến lên thầy à đánh nhau thật á tập hạo thiên nở nụ cười không đánh thật chẳng lẽ con già tôi biết em giỏi học các thủ thuật của người khác nhưng thủ đoạn của người khác luôn luôn là của người ta nếu em không có thứ của riêng mình thì cuối cùng nó chỉ là vỏ ngoài thôi vệ tam chẳng nói chẳng rằng cô đưa tay ra sau lưng làm một động tác với các thành viên đội chủ lực damerel trước khi đến thì họ đã thảo luận rằng mỗi lần đối đầu với giáo viên hoặc sau đó chiến đấu với các sinh viên trường quân sự khác họ sẽ tìm cơ hội để nhìn thấy máu vào cơ giáp đi tập hạo thiên nói xong thì chính ông vào cơ giáp trước cơ giáp màu nâu trắng đứng trên sân huấn luyện lộ ra sự trang trọng không nơi nào không làm nổi bật cảm giác về sức mạnh Tầm mắt vệ tam dừng ở khớp gối của chiếc cơ giáp này, mặt ngoài nó có không ít vết chảy xước rất nhỏ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện do tinh thú dùng móng vuốt để lại. Rõ ràng chiếc cơ giáp này đã trải qua nhiều trận chiến song vẫn ngoan cường tồn tại. Nhảy vào khoang cơ giáp, vệ tam không bắt đầu tự kiểm tra mà là cho tay chân cơ giáp hoạt động. So với chuyện kiểm tra tự động của cơ giáp, cô càng thích tự mình cảm thụ hơn, đó là từ quan điểm của một cơ giáp sư chẳng qua tập hạo thiên cũng không để cho cô đủ thời gian, ông cứ thế vung kiếm đến. Một kiếm do ông vung xuống như hòa một khối với cơ giáp, hầu như không có bất kỳ khác biệt nào. Đây là kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm, mỗi một lần vẫn có thể phát huy hiệu suất vũ khí đến hơn 90%, thậm chí khi bùng nổ có thể đạt tới 100%. Vệ tam nhìn chằm chằm kiếm của tập hạo thiên đến nỗi như si như mê trong chuyện ông ấy giơ kiếm ở nháy mắt đó chiến sĩ độc lập dạng này thì đối với cơ giáp sư mà nói là người mà họ hoàn toàn muốn xây dựng cơ giáp và vũ khí cho nhất một nháy mắt làm cô mê muội này đã cho kiếm của tập hạo thiên đến gần hơn một chút khi cô phản ứng lại để đánh trả thì không phải là quá muộn nhưng chắc chắn chẳng sớm trong mắt tập hạo thiên xem ra biểu hiện của vệ tam rất bình thường từ trận đấu đầu tiên đến bây giờ trong lòng tập hạo thiên luôn thấy phức tạp với vệ tam lý trí ông cho rằng vệ tam không có bản lĩnh quá mức xuất sắc các phương diện cũng kém so với chiến sĩ độc lập đứng đầu trong năm trường quân sự chẳng qua mỗi lần đánh một một thì vệ tam sẽ không thua thậm chí học chiêu thức của người khác cũng nhanh vô cùng khi đó ông lại cảm thấy vệ tam là một nhân tài có thể đào tạo nhưng vệ tam cứ một mực trả chịu cạnh tranh khi thì mạnh khi thì yếu phản ứng quá chậm Tập hạo thiên nói xong thì thân kiếm đã vỗ lên đầu gối cơ giáp vệ tam mạnh mẽ. Vệ tam suýt nữa bị vỗ làm quỳ luôn. Cũng may cô rất nhanh dựa vào một chân khác để gượng đỡ nhưng một giây sau, chân kia cũng bị gõ trúng. Thấy sẽ quỳ ngay xuống tới nơi, trong lúc nàn cân treo sợi tóc, nửa trên vệ tam ngửa ra sau, dùng một tay chống đất. Cô gần như sắp quỳ trợt duỗi thẳng chân và quét ngang ra ngoài. Phản ứng của cô không thể nói là không nhanh, chẳng qua có người nhanh hơn. Tập Hạo Thiên bị quét trúng một chân thì trong nháy mắt nhảy lên, đoạn chân dùng sức dẫm lên bàn chân vệ tam. Mặc dù vỏ cơ giáp vô thường rất mạnh mẽ và dẻo dai, song cũng không thể tránh được nỗi đau truyền đến não thông qua cảm giác. Liêu Như Ninh xem bên cạnh theo bản năng che mắt lại, một cước này nếu không phải bởi vì vỏ ngoài vô thường mạnh mẽ chỉ sợ là đứt luôn. Mặt Vệ Tam không chút thay đổi khi cô dùng một chân khác đạp tới, Tập Hạo Thiên nhảy ra, kiếm trong tay lại một lần nữa bổ tới. Cô không kịp rút đao của mình chỉ đành lăn ra tại chỗ. Tập Hạo Thiên liên tiếp chém năm kiếm thì Vệ Tam lăn trên mặt đất năm vòng. Đến vòng cuối cùng, cô mới lấy ra đao Tu Di chống lại kiếm chém xuống thứ năm của Tập Hạo Thiên. Vệ Tam dùng sức chống đỡ, cuối cùng mượn lực ma sát của sân huấn luyện rồi cố hết sức co toàn thân về phía trước đồng thời rút đao. Kiếm của tập hạo thiên chém xuống sàn nhà khiến chung quanh nứt cả. Có thể thấy ông ấy đã dùng sức mạnh lớn dường nào. Tập hạo thiên thấy tầm mắt vệ tam rơi xuống sàn đã nứt, những thầy cô này sẽ nhẹ tay còn tôi thì không. Phải coi trọng tính mạng của mình mỗi một lần đánh. Những lời này đúng là hợp ý vệ tam, cô còn đang lo không tìm được lý do để ra tay, nay nếu cô muốn liều mạng đánh nhau thì lúc thấy máu cũng chả tính là gì hai tay vệ tam cầm đao tu di rồi kéo nó thành hai thanh hợp đao để nghênh đón một thanh hợp đao dùng chống lại kiếm của tập hạo thiên một thanh hợp đao khác thì đâm hết vào khoang cơ giáp cơ mà tốc độ tập hạo thiên vung kiếm quá nhanh hai thanh đao của cô cũng không làm gì được ngược lại còn bị hạn chế đang giằng co tập hạo thiên nhấc chân đá vào bụng vệ tam khiến chiêu thức trong tay cô khựng lại tập hạo thiên nắm lấy cơ hội đâm liên tiếp vài kiếm đâm trúng cánh tay và ngực. Má nó. Vỏ vô thường có thêm nấm dịch tím, một khi bị hỏng thì chắc chắn phải sử dụng dịch tím để sửa chữa lại hình dạng ban đầu. Trong nháy mắt, da đầu vệ tam như nổ tung, trong đầu toàn là thứ phải cần tới bao nhiêu nấm dịch tím. Cô thậm chí không nghĩ đến thực lực của Tập Hạo Thiên Mạnh đến mức nào mới có thể đâm thủng vô thường. Vệ tam lùi lại vài bước nhưng vẫn bị Tập Hạo Thiên đuổi theo không rời cô quay đầu nhìn người sắp đuổi kịp rồi đưa chân đạp lên vách tường sân huấn luyện mượn lực quay lại và đối mặt với ông ấy đại khái tập hạo thiên cũng chẳng ngờ vệ tam có lá gan đánh trực diện nên xuất chiêu thiếu đi tí hăng hái một giây đó hợp đao của vệ tam đã thoát tay và biến thành đao hình quạt giữa không trung chém về phía ông từ mặt đến cổ cây đao hình quạt vạch ra một vết thương dài đi kèm với tia lửa các giáo viên và sinh viên vây quanh không thể không hít một hơi thật sâu vệ tam phản kích không chỉ như thế cô xoay người dẫm lên vách tường rồi một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người cô cho hợp đao chém về phía tập hạo thiên tập hạo thiên rũi kiếm ngăn cản hai người dẫm lên vách tường ở trong trạng thái cùng song song với mặt đất một đao một kiếm giao nhau vệ tam không ngừng đi về phía trước làm ông lùi về sau chẳng ngừng rồi cuối cùng cũng dừng lại có chút thú vị. Tập hạo thiên kinh ngạc trước lực vệ tam tung ra. Ông đang muốn dạy cho cô một bài học khác bỗng nhiên phát hiện cô chỉ dùng một tay vung đao. Tay còn lại của vệ tam đã đấm về phía khoang cơ giáp tập hạo thiên. Một cú đấm đánh bay ông ấy, khiến toàn bộ cơ giáp đâm vào một bức tường khác. Bức tường bị đụng lõm xuống, tập hạo thiên dãy rùa nhưng lại nghênh đón một đấm của vệ tam, đánh thẳng vào mặt. Cốp! Đây là tiếng phát ra khi đầu đập vào tường. Giáo viên ở chỗ nghỉ ngơi ngồi không yên bèn chạy tới ngăn cản hai người tiếp tục đánh tiếp. Nếu đánh nữa thì dù Tập Hạo Thiên nổi giận hay là Vệ Tam liều mạng, trong hai người này sẽ có một người bị tàn phế. Tập Hạo Thiên đi ra khỏi khoang cơ giáp, không có gì bất ngờ gì khi trên mũi ông chảy máu. Vừa rồi một quyền kia của Vệ Tam đánh tới đã truyền đến trong đầu ông ấy thông qua cảm giác loại áp lực đau đớn đó tạo thành chuyện chảy máu cam. Vệ Tam cũng bị thầy cô gọi thôi, việc đầu tiên cô làm chính là nhìn về phía ứng tinh quyết của trường quân sự đế quốc. Ứng tinh quyết đối mặt với ánh mắt của cô thì khẽ lắc đầu. Chương 172 Chương 172 Dịch dinh dưỡng vị dâu Tây Tập Hạo Thiên nhận lấy khăn giấy thầy giáo bên cạnh đưa tới, ông bịt mũi và giơ ngón tay chỉ vệ tam với biểu hiện vô cùng không hài lòng chờ về đội giải ngữ mạn nói với vệ tam vệ tam nhanh chóng trở lại đội ngũ trường damer và lắc lắc tay với mấy người kim kha tỏ vẻ tập hạo thiên không có vấn đề hai quyền kia vừa rồi không tệ tập hạo thiên sửa sang lại bản thân xong thì đứng trước mặt tất cả sinh viên quân sự ông cũng không cảm thấy mất mặt nhưng vẫn bất mãn với vệ tam lúc trước vì sao phản ứng chậm như vậy cơ giáp của em cần phải tốn thời gian để nạp năng lượng à mỗi lần biểu hiện cứ kém cỏi như thế vệ tam cúi đầu không nói lời nào bày một bộ dáng rất xấu hổ trên thực tế là cô nghĩ thầm trước đó cô mãi quan sát ông ấy mà thôi cơ giáp sư chưa từng thấy thế giới là như vậy than ôi nhìn thấy cơ giáp tốt và chiến sĩ độc lập ở cùng nhau thì dễ bị si mê được rồi Tôi chọn một người khác, tốt hơn là có thể hạ gục tôi chứ không? Tập hạo thiên chỉ vào Sa Omega Eli của trường Samuel, tôi thấy em hay lao nhau lúc tranh tài nhất, em đi ra. Sa Omega Eli không phục, em có ồn ào thì sao mà bằng mấy người ở trường Damoco? Tên oắt này bớt nói nhảm, ra khỏi hàng mau. Tập hạo thiên sầm mặc cho hay, cả đám Damoco ồn ả hết thì sao nhìn ra được riêng ai ẩm ý hơn? Còn liếc mắt nhìn Samuel một cái là thấy Sa Omega Eli nổi bật hơn hẳn. Đại khái là bởi vì đánh hơi cường điệu với vệ tam một chút, bây giờ tập Hạo Thiên chiến đấu lại với sinh viên thì có thêm vài phần chỉ đạo, thiếu đi bầu không khí đối đầu chân chính. Vừa rồi ông ấy còn bảo khi đánh nhau còn phải chú ý đến tính mạng của mình. Liêu Như Ninh nhỏ giọng nói chuyện với vệ tam, tôi thấy ông ấy muốn thử thực lực của cậu mới đúng máy quay trong tay vệ tam vẫn còn mở cô để lưu như ninh tránh xa mình tí để khỏi ghi lại lại giọng nói của cậu ta mặc dù vệ tam đánh trúng tập hạo thiên hai quyền nhưng không có nghĩa là cô thắng nếu chẳng phải giáo viên ngăn cản bọn họ thì rất khó biết thắng thua cuối cùng dù sao tập hạo thiên cũng không phải người ăn chay chỉ bảo tới trưa tập hạo thiên cuối cùng cũng hài lòng lần sau lại đến tìm các em để làm nóng người ông mạnh mẽ đào ngược câu nói để hướng dẫn mấy em tập hạo thiên rời đi rồi sơn cung dương linh đứng ở phía trước năm ngày đầu tiên là hướng dẫn đối chiến của giáo viên về sau là huấn luyện giữa các em rồi chúng tôi tới chỉ bảo cho nên bây giờ lấy lại tinh thần nhớ rõ từng câu nói của các thầy cô vâng được rồi tan đi sơn cung dương linh phẫy tay sau khi nhóm sinh viên này rời đi các giáo viên đã nộp một cái bảng, trong đó họ chấm điểm các sinh viên chiến đấu. Vệ Tam có thói quen không tốt. Có cô giáo nói với giải ngữ mạn, "Tôi đã phát hiện từ trận đấu trước, kiểu gì phải tới về sau mới chịu bùng nổ." Mỗi người đều có chiêu thức bùng nổ. Ví dụ như lấy cơ sơ vũ mà nói, cậu ta là một chiến sĩ độc lập cực kỳ ưu tú, mỗi một chiêu đều ở trong trạng thái cân bằng ưu tú, dù chỉ chọn ra một chiêu cũng ưu tú đối với cậu ta thì bùng nổ có nghĩa là gặp đối thủ rất mạnh khi đó có ảnh hưởng tới đối thủ và cuối cùng bùng nổ gây choáng váng cho người bên ngoài nhưng chẳng giống như vệ tam giai đoạn đầu cô bình thản như nước sau đó đột nhiên nâng cao giống như cắn thuốc kích thích điểm quan trọng nhất là khi đối thủ không ở trong thời kỳ bùng nổ cường hãn mà vệ tam lại bùng nổ nên có vẻ khó hiểu sinh viên này có nhiều vấn đề lắm tôi đã dạy rất nhiều lần do mình dạy không tốt Giải ngữ mạn nói theo lời của giáo viên này, trong mắt bà thì nguyên nhân cho tình huống này của vệ tam là do thể chất. Bác sĩ tỉnh thê đo được cảm giác của em ấy vẫn mãi là cấp S, nhưng thực tế vệ tam là một chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S. Cho nên loại bộc phát này theo như giải ngữ mạn hiểu là chắc chắn vì sau khi vệ tam leo lên lên cấp 3S thì thực lực đã phát ra. Vệ tam, người tức giận bùng nổ vì cơ giáp bị phá hoại giờ phút này đang vùi đầu ăn cơm trong căng tin. Ăn nhiều một chút, đến đấu trường rừng mưa nhiệt đới rồi còn không biết tụi mình ăn ba cái giống ôn gì nữa. Dù sao vệ tam nghe thấy chữ, rừng mưa nhiệt đới, là trên lưng đã dâng lên một cảm giác lành lạnh. Nhưng tôi nghe ngư phó tín nói côn trùng ở đây ngon lắm. Liêu như ninh nói nhỏ, chờ hết 10 ngày này là tụi mình sẽ có thời gian đi ra ngoài dạo chơi một ngày. Không thể đi dạo được kim kha không ăn cơm nhiều cậu ấy vẫn còn cố nhớ các cách sinh tồn khác nhau trong rừng mưa nhiệt đới tụi mình chuẩn bị tới xưởng đen ở đây xem sao chờ cho đến khi cuộc thi kết thúc thì tụi mình lại ra ngoài đi dạo liêu như ninh suy nghĩ một chút cho hay không sao nói không chừng xưởng đen cung cấp thực phẩm đặc sắc vệ tam ăn cơm xong trước cô đứng dậy tôi đi gặp bác sĩ trước chưa chắc buổi trưa sẽ về ký túc xá mấy người giơ tay côi quơ vệ tam lập tức chạy xa sau một lát ứng thành hà cũng đứng dậy cậu muốn đi đâu liêu như ninh ngẩng đầu hỏi đi lấy đồ chuyển phát nhanh ứng thành hà mua đồ trên mạng trong sân tập tất cả mọi người đang vùi đầu huấn luyện không có cửa hàng đầy đủ giống khi còn ở trường nhưng người bình thường căng thẳng rất nhiều làm gì có ai còn tâm trí mua đồ gì đó dây cao su buộc tóc. Kim Kha ngước mắt hỏi. Ứng Thành Hà gật đầu, một hộp. Khi anh đi đến cổng của sân diễn tập thì nhận được cuộc gọi từ người chuyển phát nhanh. Đây có phải là trò đùa tai ác của anh không? Nhân viên chuyển phát nhanh lo lắng hỏi. Ứng Thành Hà. Địa chỉ này là một căn cứ quan trọng ở sao Pasadena, đến gần bờ bãi sẽ bị bắt đó. Nhân viên chuyển phát nhanh trốn tránh ở phía xa hỏi ứng thành hà nói một tiếng với đội tuần tra ở cửa rồi mở cửa ra ngoài và đứng ở cổng không phải là trò đùa tôi tới lấy chuyển phát nhanh nhân viên chuyển phát nhanh do dự tới ôm hộp đồ đưa vào tay ứng thành hà thấy binh lính tuần tra ở cửa không có hành động gì lúc này người nọ mới thở phào nhẹ nhõm cậu là sinh viên của cuộc thi nghĩ gì mà mua đồ thế có nhu cầu thì mua ứng thành hà nhìn nhân viên chuyển phát nhanh tại sao là người đến giao hàng mà không phải máy móc nhân viên chuyển phát nhanh không có điểm nhận hàng ở đây cơ giáp không vào được chỉ đành cho người tới bao nhiêu năm qua căn cứ sân diễn tập sao pasadena hoàn toàn chẳng có ai nhận đồ chuyển phát công ty đương nhiên không xây điểm chuyển phát nhanh ở đây khi anh chàng này được kêu tới còn tưởng rằng công ty cố ý hãm hại mình sao pasadena mấy anh hơi nghiêm ngặt Ứng Thành Hà cười cười. Anh ký nhận đồ chuyển phát nhanh xong bèn ôm một hộp dây buộc tóc trở về ký túc xá. Kim Kha nhìn vào chiếc hộp cao nửa người. Một hộp. Hoắc Tuyên Sơn đi qua sốc thùng lên, toàn bộ đều là dây buộc tóc dây cao su màu đen, hộp này của cậu đúng là. Sợ là vệ tam phải dùng cả đời. Giá rẻ. Ứng Thành Hà. Không biết có một hộp dây buộc tóc đang chờ đợi mình. Bây giờ Vệ Tam đang ngồi trong phòng y tế, phải đối mặt với các loại yêu cầu của bác sĩ tỉnh. Tại sao cảm giác của cháu đột nhiên có thể tăng lên cấp 3S, cấp đã được đo trước đó là cấp S? Tỉnh thê nhìn Vệ Tam với vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ là do dịch dinh dưỡng của bác sĩ không tệ. Vệ Tam suy nghĩ một chút rồi giơ ngón tay cái lên, dễ uống lắm. Tam gãi gãi mặt, hôm nay vừa mới đấm người giải thích chính hai cú. Tình thê im lặng một lúc, xem ra cơ thể rất khỏe mạnh. Cháu cũng cảm thấy như vậy. Tình thê đứng dậy, bác ấy ra hiệu cho vệ tam đi theo tới một cỗ máy kiểm tra cảm giác, "Cháu đo lại lần nữa đi." Vệ tam làm theo lời bác ấy nói, cô đứng lên. Điểm sáng màu cam tiếp tục tăng lên, vượt qua cấp S đến mức SS bỗng rơi trở lại cấp S. Nó dừng lại một lúc rồi tăng lên cấp SS, qua lại như vậy cuối cùng nó dừng lại ở giữa hai mức này. Cấp S rưỡi. Vệ Tam nhìn máy móc. "Tỉnh thê, cháu làm nó lên cấp 3S được không? Giống như hôm khám sức khỏe lớn vậy." "Vệ Tam, cháu thử một chút." Sau khi cô nói điều đó thì vài phút sau, điểm sáng đã tăng cho đến 3S thì dừng lại. "Bác sĩ Tỉnh, thế này có được không?" "Cháu hơi mệt." Tỉnh thê cúi đầu nhìn bảng chép ghi lại số liệu cơ thể của vệ tam bất cứ lúc nào trên quang não, nó bằng phẳng. Chỉ có khoảnh khắc con bé tăng lên cấp 3S thì đường cong phồng lên như một cái túi nhỏ rồi rất nhanh đã hạ phẳng xuống. Bác ấy ngẩng đầu nhìn vệ tam vẫn còn thần trí thanh tỉnh, có thể xuống rồi. Vệ tam tiến lại gần liếc mắt nhìn quang não bác ấy, bác sĩ, bác đang nhìn số liệu của cháu hà. Cho cháu xem với tỉnh thê gỡ sự riêng tư để cái bảng xuất hiện trước mặt cô nhìn rất bình thường cái này là số liệu tâm tình cơ thể dao động vệ tam đăm chiêu chả thấy mấy ai bình tĩnh như cháu ừ ứng tinh quyết cũng không bằng phẳng như cháu tỉnh thê một lần nữa ngồi trở lại ghế làm việc của mình vệ tam đi theo bác sĩ nói chuyện đừng mang theo hàm ý nghe cứ là lạ sao á cháu nghi bác đang ám nghi bác đang ám chỉ cháu. Tỉnh thê trả màng tới trò đùa của cô, bác ấy nói nghiêm túc, mức độ cảm giác của cháu chắc đang tăng lên. Nửa cấp, có thể điều khiển nó tăng lên cấp 3S là chuyện tốt, chứng tỏ cháu điều khiển cảm giác được chàng ngày càng nhiều. Sau này điều trị tốt thì còn có thể tiếp tục đi lên. Vệ tam gật đầu, dạ biết. Tỉnh thê lấy ra một hộp dịch dinh dưỡng từ bên dưới, dịch dinh dưỡng đã thay đổi một chút thành phần trong thời gian này cháu cứ uống trước thứ này đi vệ tam nhất nhìn vào dịch dinh dưỡng màu hồng đây là vị dâu tây đúng tỉnh thê giao cho cô các thành phần dược liệu mới được thêm vào bên trong xung đột với mùi vị mà tôi lại không có thời gian để nghiên cứu nên dùng luôn vị dâu tây cháu dáng chịu đựng cứ nhắm mắt lại mà uống là xong vệ tam nhìn chằm chằm vào hộp dịch dinh dưỡng màu hồng kia như có cửu hận sâu đậm, cô chậm chạp không lấy. Thành phần dịch dinh dưỡng này còn đậm hơn lúc trước, đến lúc đó đi thi đấu sẽ không xảy ra chuyện. Tôi đã sớm tính tới chuyện mấy cháu không có dịch dinh dưỡng chuyên dụng cấp 3S trong 10 ngày. Nếu mà chậm hơn thì coi như cháu gặp phiền phức rồi. Lúc trước cũng không xảy ra vấn đề. Vệ tam không muốn uống cái này. Tỉnh thê đóng hộp luôn, cảm giác cháu được nâng lên nên dịch dinh dưỡng trước đó không phù hợp trở về đi cái gì mà không ra trò chống gì hết ứng tinh quyết ấy người ta uống cũng hoàn toàn không thêm nước trái cây nào anh ta là anh ta cháu là cháu vệ tam thì thầm bác sĩ bác đổi đi đừng nói bác câm miệng tỉnh thê thấy chữ yêu sắp đi ra khỏi miệng cô bèn lập tức nói mau ra ngoài đi bằng không lần sau tôi sẽ tăng gấp đôi nước ép dâu tây vệ tam giơ tay lên làm hành động kéo khóa miệng rồi xách cái hộp chạy mất đợi cô rời đi tỉnh thê đứng dậy đóng cửa lại bác ấy đứng trước cửa sổ nhìn một lúc lâu mãi cho đến khi bóng lưng vệ tam hoàn toàn biến mất thì bác ấy mới trở lại chỗ ngồi của mình mở lại dữ liệu đường cong và kéo đến thời gian đường cong vừa được ghi lại qua hồi lâu phòng y tế mới truyền ra một tiếng thở dài lần này tới phòng y tế không kéo dài quá lâu nên còn có thời gian nghỉ trưa vệ tam liền trở về ký túc xá vừa trở về ứng thành hà đã chờ cô đã nói muốn tặng cậu một hộp dây cao su buộc tóc đến rồi ứng thành hà nhường một vị trí bên cạnh để lộ ra cái dương cao nửa người vệ tam thỏ đầu nhìn cái thùng có đầy dây buộc tóc thì đầu cô đầy dấu chấm hỏi cái này là một hộp thế nào Vệ Tam giơ ngón tay cái lên, "Thành Hà, xứng danh thật đấy, làm người hào phóng thế này." Ứng Thành Hà vỗ vỗ lồng ngực mình, cơ giáp sư đối nhân xử thế không hẹp hòi được. "Vệ Tam, có chuyện gì xảy ra thế, luôn cảm thấy ngày hôm nay mấy người này mãi ám chỉ cô." Năm ngày sinh viên chiến đấu với giáo viên, kế đó lắng nghe giải thích. Buổi sáng không có chiến đấu cơ giáp thì buổi chiều sẽ có người của năm trường quân sự đều được chọn hết lần này đến lần khác hiển nhiên có sinh viên lặp lại vệ tam chính là một trong số đó cô bị thầy giáo ở viện bình thông chọn chiến đấu tay đôi lần thứ hai lần này là đánh nhau không có cơ giáp vệ tam chuyên môn gửi lời chào hỏi tới mặt người thầy này từ đầu thầy giáo không quay lại vì cho rằng chỉ là một loại thủ đoạn tấn công của cô kết quả chờ vệ tam đánh xong một quyền thì cô vẫn còn muốn đánh tiếp Rốt cuộc người thầy này hiểu được vệ tam cố ý muốn đánh vào mặt mình nên trong nháy mắt nổi giận và bắt đầu dạy dỗ cô, để vệ tam xem thế nào mới là cận chiến. Về phần vệ tam, cô vẫn còn đắm chìm trong cú sốc vì sao mũi của giáo viên này không chảy máu, chả lẽ mũi bằng sắt à? Lần thứ hai tìm ra cách thì cô đã thảm như cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người dân. Không đợi được đến khi giáo viên bị chảy máu mũi, Vệ Tam đã bị giáo viên Viện Bình Thông dạy dỗ một trận trước, thiếu chút nữa cô đã bị thầy giáo đánh học máu. Cận chiến mà em bị đánh thành bộ dáng này, đúng là giáo viên của trường Damaco không dạy thì để tôi dạy em. Giáo viên của Viện Bình Thông bẻ cánh tay Vệ Tam và đè cô xuống đất. Mặt Vệ Tam dán sát sàn nhà, đột nhiên cô vùng lên cho chân đá trúng mũi giáo viên lần nữa. Cuối cùng, Giáo viên của viện bình thông vô thức buông tay che mũi mình, máu chảy ra từ ngón tay. Cô nhìn về phía ứng tinh quyết, anh vẫn lắc đầu như cũ. Chương 173 Ngày thứ sáu đến lượt sinh viên các trường quân sự đối chiến. Chương 173 Ngày thứ sáu đến lượt sinh viên các trường quân sự đối chiến. Thứ tự đánh một một do giáo viên thống nhất quyết định mỗi ngày 3 trận đối kháng không có cơ giáp, buổi chiều 3 trận có cơ giáp, thời gian giới hạn là một tiếng. Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ vào buổi sáng, họ thấy một bảng đấu một một được dán trên tường sân tập do mấy thầy cô chọn ra. Vệ Tam, cậu sẽ đánh với Tông Chính Việt Nhân và Cơ Sơ Vũ. Hoắc Tuyên Sơn đứng ở vòng trong cùng quay đầu nói với vệ Tam bên ngoài. Còn tớ thì sao? Liêu Như Ninh lập tức hỏi đối thủ của cậu là tập ô thông và Queen Lee Ellie. Hoác Tuyên Sơn chen ra từ bên trong. Cậu đánh với ai? Vệ Tam hỏi cậu ta. Diêu Giu Út và Hoác Kiếm. Rõ ràng giáo viên chọn chiến đấu có ý định riêng của mình nhưng không thể không nói đã đưa chúng một phần mong muốn của sinh viên. Ví dụ như người cơ sơ vũ và tông chính Việt Nhân muốn đánh nhất chính là vệ tam, bây giờ rút chúng thì tuyệt đối phù hợp với mong muốn của bọn họ các thầy cô muốn xem kịch hay đây mà kim kha đi tới từ bên cạnh vệ tam cậu cẩn thận một chút đối thủ của hoắc tuyên sơn và liêu như ninh không có thành kiến lớn như vậy chính vệ tam ở đấu trường trước mới khiến tông chính việt nhân bị loại kế đó đoạt cờ trước trường đế quốc cả hai đối thủ đều không phải là dạng dễ chống lại trận đầu tiên là tôi và hoắc kiếm đánh nhau không cơ giáp hoắc tuyên sơn nói mấy người nhìn hoắc tuyên sơn cuối cùng lần lượt vỗ vai cậu ta để thể hiện sự khích lệ. Đã xem xong rồi. Giải ngữ mạn đứng ở phía trước nhìn nhóm sinh viên đứng tứ tán, về hàng đi. Sau khi người năm trường xếp hàng rồi, cô giáo gọi Hoắc Kiếm và Hoắc Tuyên Sơn, các bạn ra khỏi danh sách, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Hai người vừa đi ra, Sơn Cung Dương Linh hỏi Hoắc Kiếm bên cạnh, em cảm thấy trận này ai sẽ thắng? Em, Hoắc Kiếm không có bất kỳ do dự nào. Bên trong đội chủ lực của trường Damocles truyền đến tiếng u uôi đồng loạt, hiển nhiên không đồng ý với lời nói của hắn. Hoắc Kiếm nhíu mày nhìn về phía đội chủ lực Damocles, đám người này mỗi lần đứng cùng nhau là mọi cử động như cái nhóm tạp nham. Câm miệng, giải ngữ mạn nhìn chằm chằm vệ tam dẫn đầu, bà ấy đi tới, đừng im đi nhiều giáo viên như vậy nhìn vào mà lỡ hoắc kiếm thắng thì hoắc tuyên sơn coi như sự mặt luôn đội chủ lực của trường đa mơ ngậm miệng hết lại nhưng vệ tam và liêu như ninh bỗng nhiên ngồi xổm xuống rồi vươn cánh tay thả tim cho hoắc tuyên sơn còn kim kha và ứng thành hà đứng sau lưng bọn họ thì vẽ trái tim lớn giải ngữ mạn quên đi bà ấy nên sớm hiểu rằng không cứu nổi cái đám sinh viên này các sinh viên quân sự khác bây giờ dù thấy ngỡ ngàng trước hành sáu của bọn họ, song vẫn cảm thấy rằng chuyện này đúng là thứ Damoko hay làm ra. Ngay cả Sa Omega Eli cũng quay đầu nhỏ giọng nói với Cao Học Lâm, tôi đi lên mà cô giáo có hỏi thì mấy cậu nhớ làm vậy cho tôi đó. Cao Học Lâm, cậu yên tâm, cô giáo sẽ không còn nói tới chuyện này nữa đâu. Sa Omega Eli ngập ngừng, không hỏi cũng có thể khoa tay múa chân một chút. Nam Phi chúc Điên mới học theo Damaco. Mọi người ở Samuel chả ai không đồng ý. Sa Omega Eli chỉ có thể yên lặng nhìn người nhà họ hoặc chuẩn bị chiến đấu không có cơ giáp với một chút hâm mộ không rõ ràng sâu trong nội tâm. Bọn họ chẳng mất mặt khi hùa nhau với đồng đội. Chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng nhẹ và chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng nặng có chế độ hành sáu của riêng mình. Hoắc kiếm ra chiêu lưu loát, thiên về chuyện độ mạnh hoắc tuyên sơn thì am hiểu di động hơn một khi cậu ta kéo gần khoảng cách là ăn ngay tí thiệt cơ mà quá căn cứ theo sự hướng dẫn của sơn cung dương linh thì kéo gần khoảng cách cũng không hoàn toàn là chuyện xấu chiến sĩ hạng nhẹ hoàn toàn có thể mượn cơ thể linh hoạt của mình để chiếm lấy lợi ích trước máy bấm giờ vang lên hoắc tuyên sơn lại lựa chọn chủ động tới gần khiến các thầy cô vây xem có vẻ ngạc nhiên theo bọn họ biết tuy hoắc tuyên sơn và hoắc kiếm đều là người nhà họ hoắc nhưng hai người cũng chẳng có kinh nghiệm đánh một một lúc này mà chọn chủ động ra tay thì sẽ càng chịu thiệt xem ra em ấy rất tin tưởng vào thực lực của mình sơn cung dương linh nghiêng đầu nói với giải ngữ mạn giải ngữ mạn cười cười cô sơn cung dậy không tệ hoắc tuyên sơn ra tay đầu cũng chẳng thành công cậu ta bị hoắc kiếm nhấc chân đá văng ra khoảng cách hai người được kéo rất gần Hoắc Kiếm đưa tay ngang tạo hình đao chém vào bụng Hoắc Tuyên Sơn. Bấy giờ Hoắc Tuyên Sơn lập tức nghiêng người rời đi, đồng thời đưa tay ngăn cản chiêu thức của Hoắc Kiếm. Gần như trong nháy mắt, Hoắc Kiếm lại xuất ra một chiêu, hắn duỗi chân đạp vào chỗ bắp chân Hoắc Tuyên Sơn làm cậu ta né không kịp. Chịu một đòn khó như thế, cậu ta khuỵu đầu gối xuống, giây sau đã làm tư thế ra quyền và đấm vào bụng Hoắc Kiếm. Tất cả người xem xung quanh nghe thấy âm thanh một ngạt này thì đúng là cường độ chẳng nhẹ, nhưng hoắc kiếm lại không có bất kỳ biểu hiện gì, cứ như chả cảm thấy đau. Bụng cậu ta bằng sắt ra. Vệ tam ngồi xổm ở bên cạnh xem và camera vẫn ghi lại, cái mũi của thầy giáo đánh nhau lần trước với tớ cũng thế. Huấn luyện chống đòn. Kim Kha ngồi xổm với cô ở vòng tròn phía trong cùng. Cậu ấy giơ tay lên ngay trước ống kính vệ tam, Nhà họ Hoắc và viện Bình Thông vô cùng chú ý phương diện huấn luyện này. Vệ Tam Đam Chiêu, nói như vậy bọn họ đã bị đánh từ nhỏ tới lớn. Có thể nói như vậy. Kim Kha gật đầu. Một trận chiến kéo dài tới một tiếng, trong thời gian này hai sinh viên trường quân sự gần như sử dụng hầu hết các thủ đoạn mà họ đã học được. Vấn đề giữa Hoắc Tuyên Sơn và Hoắc Kiếm dần dần hiện ra, một lực lượng suy yếu dần và một tốc độ bắt đầu chậm lại. Loại vấn đề này thực sự không rõ ràng, nhưng trong mắt một chiến sĩ độc lập cấp 3S thì chuyện này cũng đủ chết người. Bây giờ phải xem ai có xu hướng suy sụp rõ hơn. Hoắc Kiếm bùng lên một cước khiến Hoắc Tuyên Sơn ngã xuống đất, giành được thắng lợi áp đảo đầu tiên, giờ phút này máy bấm giờ chỉ còn lại 5 phút. Phía sau mông anh có một cái lỗ. Hoắc Tuyên Sơn đã ngã trên mặt đất đột nhiên nói với Hoắc Kiếm: Hoắc Kiếm theo bản năng không nghĩ tới chuyện Hoắc Tuyên Sơn lừa gạt mình, thậm chí hắn nghe được câu này còn cho rằng cậu ta ấy đã nhận thua bèn quay đầu nhìn quần phía sau mình. Trong nháy mắt, Hoắc Kiếm bị Hoắc Tuyên Sơn gạt chân, hai người nằm trên mặt đất bắt đầu đánh nhau. Chiêu này không tệ, Vệ Tam lập tức đứng lên, vì để có hiệu quả quay cảnh tốt hơn, Ứng Thành Hà và Liêu Như Ninh bên cạnh còn cho hai tay dựng thành cái chỗ ngồi rồi nâng cô lên ống kính nhắm ngay mặt đất hoắc kiếm mắc sai lầm nghiêm trọng nên lúc này đã bị hoắc tuyên sơn đạp vào mặt ngon tây tây dùng sức đạp cậu ta đi vệ tam ngồi ở chỗ cao la lên liêu như ninh chơi cậu ta tây tây cậu chính là người mạnh nhất nhà họ hoắc ứng thành hà cảm thấy mình cũng nên nói cái gì đó anh suy nghĩ một lúc lâu mới nói đạp chỗ đó của cậu ta mọi người chỗ bọn họ đang nghĩ tới là chỗ nào. Thấy vệ tam cúi đầu nhìn mình, ứng thành hà nghiêm trang cho hay, thêm huấn luyện chống đòn, nơi đó chắc chắn là nhược điểm. Lúc này hoắc kiếm co đầu gối thúc vào bụng hoắc tuyên sơn, đoạt lại một nửa quyền điều khiển làm hoắc tuyên sơn bắt đầu đánh tùm lum. Không phải nói chiêu thức dối bời mà là hắn bắt đầu làm mấy trò của phường trộm cắp, thêm một chiêu nắm tóc hoắc kiếm vệ tam thấy rõ mặt hoắc kiếm hết xanh lại đen rồi đen tới xanh trong nháy mắt đó với con mắt chừng thật lớn có thể thấy tâm lý hắn bị ảnh hưởng như thế nào người nhà họ hoắc là một thế gia có chiến sĩ độc lập chú trọng tinh thần võ đấu có đạo đức mặc dù giờ phút này hoắc kiếm bị áp chế nhưng cũng không thể bất chấp mặt mũi để làm ra chuyện giống hoắc tuyên sơn nhà họ hoắc kéo dài cả trăm năm ai mà ngờ được sẽ xuất hiện một hoắc tuyên sơn không nói chuyện phẩm hạnh lúc đánh nhau đúng là chả biết xấu hổ. Thật ra đá cậu ta ở chỗ đó thì tốt hơn. Sa Omega Eli nói nhỏ, dù sao cũng chơi cháo thì chơi cháo tới cùng luôn đi. Đánh nhau chỉ nói thắng thua, đây là thủ đoạn đoạt được thắng lợi. Chẳng lẽ trong lúc đánh sâu lâu còn muốn bàn năm điều đẹp bốn đức tính hay với đối thủ? Nhưng Sa Omega Eli vẫn hừ một tiếng, người Damaco chẳng biết xấu hổ là gì. Lúc này Sơn Cung Dương Linh bỗng nhiên lên tiếng, vừa quên nói một chuyện, đánh sâu lâu có điểm tích lũy thắng thua. Lúc tính gộp lại thì trường quân sự nào xếp hạng cao nhất có thể tiến vào đấu trường trước một tiếng. Ngay sau khi lời này thốt ra, bầu không khí trong sân ngay lập tức thay đổi, đừng nói chiêu thức mất mặt, dù làm làm thêm gì nữa cũng phải làm để thắng. Ngay khi Hoắc Kiếm đang ở trong sự lựa chọn khó khăn của cuộc đời, Hoắc Tuyên Sơn đã chọn, Cậu ấy thật sự cong gối thúc về phía dưới của Hoắc Kiếm. Đúng như lời ứng thành Hà nói, dù huấn luyện như thế nào thì nơi này vẫn mãi là nhược điểm, Hoắc Kiếm theo bản năng ngăn cản. Nhưng một chiêu này chỉ là chiêu giả của Hoắc Tuyên Sơn, mục đích thật sự của cậu ấy là ở đầu. Cậu ấy kéo tóc Hoắc Kiếm lần nữa và dùng sức nện nó xuống sàn nhà. Hoắc Kiếm chỉ cảm thấy mũi mình mãi nện vào sàn sân cứng rắn một trận đau đớn khiến nước mắt theo sinh lý cứ thế chảy ra. Liêu như ninh hít một hơi, thậm chí có tí đồng cảm với nỗi đau này. Đã hết giờ rồi. Máy bấm giờ vang lên, giải ngữ mạn tắt tiếng hẹn giờ, dừng tay. Hai người còn đạp nhau một cái cuối cùng mới chịu tách ra. Hoác kiếm dáng cố chịu để không dùng tay sờ mũi mình, mặt hắn không lộ ra biểu cảm gì lúc đứng đối diện Hoác Tuyên Sơn người của trường damerco theo bản năng nhìn chằm chằm vào mũi hoắc kiếm chờ hắn chảy máu cam đáng tiếc là chờ hồi lâu cũng chả thấy giọt nào trời quê, liêu như ninh thở dài một hơi cường điệu vệ tam nhảy xuống huấn luyện chống đòn trông đáng gờm đó cả người hoắc tuyên sơn đau nhức cậu ta cũng chả kiếm được món hời nào cùng lắm là ra tay bất ngờ khi người ta không đề phòng khiến hoắc kiếm thoạt nhìn tương đối chật vật mà thôi Liêu Như Ninh lập tức tiến lên xoa bóp vai cho cậu ta vô cùng ân cần, vất vả rồi. Hoắc Tuyên Sơn không muốn nói chuyện, cậu ta toàn ra tay mà chả đếm xỉa mặt mũi gì cơ mà vẫn không thể làm cho Hoắc kiếm chảy máu. Nếu như không phải đã hết giờ, cậu làm lại một lần nữa thì Hoắc kiếm chịu không nổi là cái chắc. Sơn Cung Dương Linh khoanh hai tay, "Những thứ này không phải do tôi dạy em ấy." Giải ngữ mạn mà nhướng mày, "Có thể đánh thắng là được." chiêu thức chỉ là thủ đoạn để thắng cũng chỉ khi sâu lâu với người khác mới gặp may thế này thay thành tinh thú mà xem hiển nhiên có giáo viên không vừa mắt với mấy chiêu này của hoắc tuyên sơn nhưng bây giờ có phải là chiến đấu với tinh thú đâu cũng có giáo viên đánh giá cao cách làm của cậu ta ứng biến ngẫu nhiên trên chiến trường là phẩm chất tốt hiếm có tuyên bố đi phía sau còn có hai trận nữa Giáo viên trường Đế Quốc nhìn hai sinh viên trường quân sự nói, "Cô giải, cô nói đi." Giải Ngữ Mạn đứng lên, xét thấy trước khi thời gian kết thúc thì hai người vẫn còn dư lực, "Chúng ta sẽ so sánh từ chiêu thức có hiệu quả. Hoắc Tuyên Sơn có chiêu 20 có hiệu quả, Hoắc Kiếm có chiêu 18 là có hiệu quả. Vậy trường Damaco ghi một điểm. Cậu tốt lắm." Hoắc Kiếm ép ra một câu từ trong kẽ răng, Hoắc Tuyên Sơn có thể hiểu được tâm tình của Hoắc Kiếm, nhưng cậu ta bây giờ chả có cách nào vui mừng, nên chỉ đành thừa nhận, tôi cũng thấy mình rất tốt. Hoắc Kiếm nhìn chằm chằm vào cậu ta, lần tới tôi sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Được rồi, nghỉ ngơi nửa tiếng đợi trận thứ hai. Giải ngữ mạn ra hiệu cho bọn họ nghỉ ngơi hồi phục. Vệ Tam lập tức chạy về phía nơi nghỉ ngơi, cô chuẩn bị cướp chỗ lại tuyệt đối chẳng ngờ Sa Omega Eli dựa vào lợi thế khoảng cách mà đoạt nó trước cô. Sa Omega Eli nằm ngang trên băng ghế dài, một tay chống lấy, hôm nay chỗ này thuộc về trường Samuel tụi tao. Mẹ kiếp, ngày nào cũng bị trường Damaco chiếm. Các trường quân sự khác có thể đứng sang một bên như chả có chuyện gì, còn gã nuốt không trôi cục tức này. Vệ Tam cô lặng lẽ bật máy ảnh và chụp tư thế sa omega eli nằm trên ghế và chống đầu bằng một tay mau tới đây ngồi đi sa omega eli vỗ lên mặt ghế dài cùng lúc hét lên với những người của trường samuel ở phía xa ngày nào cũng bị bọn họ chiếm món lợi chúng ta cũng phải tranh giành một lần cao học lâm cảm thấy xấu hổ nếu không phải trước chịu đựng của anh ta mạnh mẽ e là lúc này mặt anh ta đã đỏ au rồi chúng ta qua đó ngồi đi Ziu Qius nói, trận tiếp theo là của Sa Omega Eli, ngồi nghỉ ngơi 20 phút cũng tốt hơn là đứng. Nhóm người Samuel đi qua, trong nháy mắt ngồi xuống đó, Cao Học Lâm bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ tí cũng chẳng sao, đúng là ngồi thoải mái hơn đứng. Bọn họ lại không làm được giống như trường Cổ khi làm đủ mọi tư thế lúc đánh nhau. Ngay lúc này, trong nhóm chiến sĩ độc lập đột nhiên có một hình được đăng lên, là do vệ Tam gửi trong ảnh là sa omega eli nằm trên băng ghế dài ở dưới có hai chữ đến đây tương đương hai chữ này phối hợp với biểu hiện đắc ý và thêm tư thế của của sa omega eli vừa rồi lúc này dần như mời gọi người ta khi nhìn thấy bức ảnh này sa omega eli đã nổi lồng lộn lên gã đứng dậy chỉ vào vệ tam xóa nó đi liêu như ninh nắm bắt thời cơ cậu ta ngồi xuống vị trí xa omega eli lúc đầu và vỗ đùi ra hiệu cho hoác tuyên sơn tới ngồi lên hoác tuyên sơn ngồi xuống vệ tam đứng đối diện với xa omega eli và giang tay ra ra hiệu cho gã nhìn vào những người xung quanh đã nhìn thấy hết rồi có xóa cũng vô dụng xa omega eli tức giận lia mắt qua một vòng quả nhiên mọi người ở các trường quân sự khác đang nhìn mình với ánh mắt khác thường sa omega eli xoay người chuẩn bị không so đo với vệ tam nhưng lại phát hiện hoắc tuyên sơn và liêu như ninh đang ngồi ở chỗ ngồi của mình nhất thời trước mắt gã tối sầm lại tụi bây bình tĩnh lại tâm tình sa omega eli cười lạnh một tiếng rồi mở máy ảnh ra còn cố ý cải âm thanh chụp ảnh rồi chụp hoắc tuyên sơn và liêu như ninh không phải là chụp ảnh à hai người này còn quậy phá hơn mình nhiều gửi đi thì họ càng mất mặt hơn muốn trách thì trách vệ tam ra tay với mình trước. Nhưng chẳng bao lâu xa Omega Eli phát hiện tư thế của Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn trong ảnh đã thay đổi, hai người thậm chí còn tình hơn cái bình so với gã nữa, Hoắc Tuyên Sơn còn đổi chân ngồi. Chả có nghĩa lý gì hết. Người của trường Damaco đã quậy thì quậy không cần mặt mũi. Chương 174. Bán cho anh cả gói ban đầu chỉ có vệ tam gửi video trong nhóm chiến sĩ độc lập là một video học tập nghiêm túc nhưng từ sau khi cô gửi tấm hình đó về sa omega eli sa omega eli bắt đầu đánh trả nhóm này trở thành một nhóm chiến tranh về hình ảnh sa omega eli là một người có thù tất báo vệ tam chụp ảnh còn liêu như ninh và hoắc tuyên sơn lại cướp được chỗ ngồi của gã cho nên hễ mà có cơ hội thì gã liền mở máy ảnh tìm đủ loại góc độ xảo trá để chụp ảnh các thành viên đội chủ đực trường Damaco. Kế đó gã đính kèm chữ cả khịa và gửi vào nhóm mỗi ngày. Tất nhiên đôi khi chụp nhầm các sinh viên quân sự khác, chẳng hạn như một ánh mắt nhìn vô thức thoáng qua của người ta thì qua ảnh chụp của gã lại thành liếc mắt đưa ghen. Kết hợp với chữ của Sa Omega Eli thì chúng không chỉ châm biếm bọn vệ tam mà còn ảnh hưởng người bị chụp nhầm tông chính việt nhân và cơ sơ vũ có thể không để ý tới gã nhưng có một số người lại có mà chẳng tiện nói rõ thế là cứ tới tiết học tiếp theo hoặc ngày nào đó họ sẽ chụp ảnh xấu xí của sa omega eli và gửi vào trong nhóm chuyện này sa omega eli tất nhiên không làm thật gã không cố ý tại sao những người này lại nhỏ mọn đến vậy gã cũng chả chê hình bọn họ rơi vào trong ống kính của gã đâu đấy phản công phải chống trả bằng được, không bỏ qua cho ai hết. Sa Omega Eli tàn nhẫn lên thì ngay cả đồng đội của mình cũng không buông tha, hình xấu thì gửi, hình mờ cũng gửi, không tìm ra hình. Vậy Photoshop liền, phải làm cho tất cả mọi người hèn nhát và xấu xí một lần nữa. Đương nhiên gã chả dám chọc cấp siêu 3S, chả chủ động chỉnh ảnh ác ý nhưng ứng tinh quyết cứ tự mình chạy đến ống kính của gã hoài thế thì chẳng liên quan đến chuyện của người thừa kế nhà họ Eli là gã. Những người khác bị Sa Omega Eli chọc cho cáu, nên nhắm hòa lực vào gã. Nhưng rồi bọn họ thường đứng với nhau để xem trận chiến, rất khó tránh khỏi chuyện cả đám bị trục chung, cứ thế không né được chuyện bị vạ lây. Một đến hai đi, trong nhóm biến thành một cuộc chiến lộn xộn, ai ai cũng mở mở máy ảnh mọi nơi. Đến ngày thứ tư, trong nhóm chỉ còn lại một vài chiến sĩ độc lập không chủ động gửi hình ảnh. Người thừa kế nhà họ Eli, hừ, mấy người này ngạo nghễ như cái gì mỗi ngày. Cơ sơ vũ thì tôi còn hiểu được nhưng còn tông chính Việt nhân thì ngày nào cũng trưng cái mặt chết, cả người tản ra oán khí. Cậu ta còn bị vệ tam đánh bại thì chảnh cái gì? Hành trình tâm lý này của Sa Omega Eli nói phức tạp thì không phức tạp, chẳng qua sau khi tất cả mọi người bị kéo xuống nước mấy người không hợp sống chung còn sót lại thì có vẻ vô cùng chói mắt khiến trong lòng gã bài xích. Lén lút ăn xin, đừng có môi chuyện. Người thừa kế nhà họ Eli, ha ha, cậu đổi tên thành tông chính oán nhân là được rồi. A à, còng tông chính Việt nhân. Diêu Giu Út cảm thấy cứ tiếp tục như thế này thì sao Omega Eli sẽ gây ra nạn thật. Đội chủ lực của trường Damaco người ta dám làm như vậy bởi vì người ta có thực lực, còn cậu ta chỉ có cái đầu bị hỏng. Vì vậy, cô quay đầu kéo Cao Học Lâm vào. Cao Học Lâm nhìn thấy Diêu Út gửi thông báo thì bật đại lên xem, kế đó anh ta nhìn thấy mấy lời của Sa Omega Eli. Chỉ huy chính Samuel Cao Học Lâm. Người thừa kế nhà họ Eli. Chỉ huy chính Samuel Cao Học Lâm, Sa Omega Eli, cậu đang làm gì vậy? Sa Omega Eli hồi lâu không trả lời, gã thông qua nhóm để nói chuyện riêng với vệ tam. Người thừa kế nhà họ Eli, này, quản trị viên của mày là làm kiểu gì thế? Chỉ Huy được mời vào rồi, sao mày không kích ra đi? Lén lút ăn xin. Cậu đang dạy tôi cách làm việc à? Người thừa kế nhà họ Eli, nếu không phải mày làm không tốt thì tao cũng lười chỉ mày. Mau đá Chỉ Huy ra đi, nhóm này không phải là nơi cho họ ở lại. Vệ Tam đang ngồi nghỉ ngơi xem video đánh sâu lâu được quay lại, toàn tàn không biết chỉ huy đi vào là ai. Dựa vào giọng điệu của Sa Omega Eli, cô cho rằng đó là chỉ huy chính của các trường quân sự khác. Kết quả bấm vào nhóm nhìn, cô phát hiện ra đó là chỉ huy chính của trường quân sự Samuel. Lén lút ăn xin. Lén lút ăn xin, cậu để tôi đá chỉ huy của chính của mấy người. Người thừa kế nhà họ Eli, đúng vậy, nhóm này không phù hợp với chỉ huy, quá xấu xa. Lén lút ăn xin. Trong nháy mắt như vậy làm vệ tam bội phục mạch não của Sa Omega Eli thật sự. Nhưng mà vẫn phải đá chỉ huy, dù sao đây là nhóm của chiến sĩ độc lập. Vệ tam lập dùng quyền lợi của quản trị viên để đá Cao Học Lâm ra ngoài. Cao Học Lâm, người vẫn đang chờ Sa Omega Eli trả lời và chuẩn bị giải thích cho Viện Bình Thông cao học lâm chỉ có thể đứng dậy tìm sa omega eli trong góc và mắng gã tôi đã nhịn cậu quá lâu rồi đó khi cha mẹ đưa cậu đến trường quân sự có phải họ chỉ nhớ kiểm tra cấp bậc của cảm giác mà quên đo trí thông minh không sa omega eli đang cảm thấy may mắn khi chỉ huy chính của mình bị đuổi ra ngoài nay lại bị chửi đến bối rối kế đó gã nói với giọng cây ngay không sợ chết đứng tôi muốn trí thông minh để làm gì có làm chỉ huy đâu Cậu, Cao Học Lâm hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh rồi hạ thấp giọng. Trường Damocle đã giành được hai chức vô địch trong trận đấu lẻ. Năm nay chỉ cần bọn họ duy trì trình độ này thì chúng ta đừng hỏng mong hạng ba. Trường quân sự đế quốc, viện bình thông, trường quân sự Damocle, ba trường quân sự này chắc chắn sẽ được chia cho ba hạng đầu. Trường quân sự còn lại như bọn họ hoàn toàn chẳng có cơ hội. Sa Omega Eli sửng sốt, Bây giờ chúng ta có 3S đầy đủ, đã kéo gần khoảng cách với bọn họ thêm một bước. Cho dù trường Damocle giành vị trí thứ nhất, trường đế quốc đứng thứ hai thì chúng ta còn có thể cướp của viện bình thông cơ mà. Cao học lâm nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, cậu hơi quá nâng cao thực lực của chúng ta rồi đó. So với viện bình thông, dù phương diện nào thì họ cũng mạnh hơn chúng ta thì cướp làm sao? Khía cạnh nào yếu cứ bổ sung là được. Trước đây là do Jill Gilwood kéo chân chứ bây giờ chúng ta đều là chiến sĩ độc lập cấp 3S hết, lúc phối hợp với nhau thì luôn có cơ hội cầm được điểm. Sa Omega Eli nhìn về phía trường Damaco, bọn họ đã có thể đi lên từ vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, thì chắc chắc chúng ta cũng có thể. Xuyên phân tích cho các thành viên đều vô ích, bây giờ cậu gây chuyện với tông chính Việt nhân của Viện Bình Thông rồi, chờ vào đấu trường, Viện Bình Thông sẽ nhắm vào chúng ta. Sa Omega Eli cũng cảm thấy cao học lâm không thể biện minh cho mình. Tôi chỉ gửi một số hình ảnh trong nhóm rồi nói tí chuyện mà thôi. Hơn nữa, viện bình thông và chúng ta chính là đối thủ của nhau. Không gây chuyện thì bọn họ không ra tay với chúng ta chắc. Trừ phi cậu bỏ vị trí thứ ba nhưng người ta không tin. Damocle chưa bao giờ sợ. Damocle, Damocle, cậu thích so sánh với tụi nó nhiều như thế đừng quên ai tát vào mặt cậu ở bến cảng. Cao học lâm nhìn gã, gây chuyện với tông chính Việt nhân mà anh ta tới làm phiền cậu thì tôi sẽ không dẫn theo đội ngũ đi giúp cậu hà giận nữa. Không đi thì không đi. Vừa nghe chuyện bị đánh vào mặt, Sa Omega Eli đã cảm thấy rất mất mặt. Gã nói với khuôn mặt nghiêm trang, bây giờ tôi có thể trả thù cho một cái tát ở cảng. Sa Omega Eli, cậu đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ cao học lâm lo lắng gã làm chuyện bậy bà lúc này đi ra tay với vệ tam là chiến đấu trái phép sẽ bị coi là sáu phạm quy chế thi đấu nếu bị phát hiện là bị loại ngay sa omega eli hùng hổ cúi đầu mở album ảnh tìm được bộ siêu tập biểu hiện cảm xúc của vệ tam do gã tự chế gã bấm mở ra trước mặt cao học lâm tôi gửi ngay cho cậu xem cao học lâm mẹ kiếp thằng thiểu năng gã bỏ chế độ riêng tư trên quang não rồi phóng to cho cao học lâm xem. Thế là bị liêu nhiên ninh ở xa xa nhìn thấy, cậu ấy lập tức thông báo cho vệ tam. ba chiến sĩ độc lập damaco nhảy qua, vệ tam làm gì vậy? sa omega eli chỉ huy tụi tao kêu bộ siêu tập biểu hiện của mày rất tốt vì nhìn thấy hồi nãy trong nhóm, nên tao gửi cho cậu ấy xem. cao học lâm dùng bộ siêu tập mim của tôi vệ tam đánh giá hai người từ trên xuống dưới cũng được cơ mà phải trả một khoản phí bên cạnh hoác tuyên sơn và liêu như ninh mỗi người chặn một người rất có tư thái không cho tiền là xử ngay đây là sân tập giáo viên ở gần đây đấy cao học lâm cảnh báo vệ tam nhướng mày cho nên khoảng cách giữa họ quá gần gần đến nỗi nhóm này ra tay ra chân được sắc mặt cao học lâm khó coi sự cuồng vọng của Damocle và sự bất động của Sa Omega Eli bên cạnh đã làm cho trong lòng anh ta vô cùng khó chịu. Chỉ huy, cậu đưa cho tụi nó đi. Bộ siêu tập biểu tượng cảm xúc này dùng ngon lắm, nhóm chiến sĩ độc lập đang dùng hết đó. Sa Omega Eli giật dây, đưa tiền rồi thì cậu được dùng trong nhóm chỉ huy luôn. Thế nên mình sẽ không phải trả tiền. Sa Omega Eli không khỏi khen ngợi bản thân thông minh trong lòng cao học lâm mấy cậu muốn bao nhiêu nhiều nhất là hai mươi vạn vệ tam thầm líu lưỡi đám con cháu nhà giàu này đúng là chờ cô chỉnh đốn mở miệng đại gia là mấy chục vạn năm mươi vạn bộ siêu tập biểu cảm của ba tụi này sẽ bán cho anh vệ tam chỉ hoắc tuyên sơn và liêu như ninh cao học lâm chương một trăm bảy mươi lăm vũ khí bằng nút áo lâm. Vũ khí bằng nút áo. Từ chối, gói ưu đãi, của vệ tam, Cao Học Lâm vẫn bị ép để bỏ tiền ra mua bộ sư tập biểu cảm của vệ tam vì anh ta vừa thấy hồi nãy. Là một chỉ huy cấp 3S, không thể nghi ngờ chỉ số IQ của Cao Học Lâm nhưng IQ cao không có nghĩa là biết mặc cả. Với anh ta mà nói, số tiền đó cũng chẳng phải là nhiều nhạn. Huống chi anh ta nghĩ rằng trường Damoco cố tình sử dụng điều này như một cái cớ để cố gắng gây rắc rối thế là anh ta đã chi một khoản tiền để giải quyết nó. Vận may của mấy người sẽ không tốt hơn nữa đâu." Cao Học Lâm chuyển tiền xong thì nói với Vệ Tam, "Tụi mình có vận may á?" Vệ Tam quay đầu hỏi Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn bên cạnh. "Không có." Hoắc Tuyên Sơn trả lời. Rõ ràng tụi mình xui hoài. Liêu Như Ninh bĩu môi. Vệ Tam đăm chiêu, chỉ huy cao chắc chắn hiểu lầm chúng ta rồi. Chờ sau khi bọn họ đi xa, Cao Học Lâm mới nói lạnh lùng, "Nấm dịch tím, xương vô tướng, còn có quán quân trường đấu lạnh lẽo, không phải toàn do may mắn mới lấy được hay sao?" Sa Omega Eli nhìn theo bóng lưng mấy người trong trường Damaco với anh ta, gã tỏ vẻ khó hiểu, "Những thứ này cũng không tính là may mắn của bọn họ, ai mà rảnh rang buồn chán đi tìm kho báu trong sân thi đấu? Còn có đấu trường lạnh lẽo, khi đó chúng ta từ bỏ tranh tài." Mấy trường khác lấy được cờ cũng không phải là nhà vô địch, chỉ tại bọn họ nắm lấy cơ hội này để lấy được một chức vô địch nữa. Cao Học Lâm Nghiêng mặt nhìn chằm chằm gã, mặt không chút thay đổi, ý của cậu là bọn họ dựa vào thực lực mới có được nhiều thứ như vậy. Sa Omega Eli ngay lập tức lắc đầu biện minh, "Không, tôi nghĩ rằng hiển nhiên bọn họ dựa vào da mặt dày của mình." Cũng có thể nói như vậy lập chủ lực của trường Damaco để nói cho bọn họ nghe về cuộc sâu lâu tiếp theo. Ngày thứ 8 có 3 trận sâu lâu của Damaco chúng ta, buổi sáng Liêu Như Ninh và Vệ Tam thì mỗi người một trận, buổi chiều thì Vệ Tam có trận cuối đánh với cơ sơ vũ. Thời gian gấp gáp, Kim Kha chỉ có thể nói sơ một chút, Hoắc Tuyên Sơn đã thắng hai trận, Liêu Như Ninh thua một trận. Bởi vì lúc đánh nhau mấy cậu quá, hiểu được thì cũng hiểu rồi, không cần tôi nói. Cho nên các sinh viên quân sự khác sẽ cảnh giác rất nhiều với cả hai cậu, sau đó dù mấy cậu có làm bất cứ điều gì thì bọn họ đã có chủ bị từ trước. Hiệu quả bất ngờ đã biến mất. Liêu Như Ninh than thở. Trận ấy cậu đánh bất ngờ cũng trả thắng tập Ô Thông. Hoắc Tuyên Sơn nói mát. Liêu Như Ninh vỗ vỗ ngực mình tự tin, lần sau lên cơ giáp, tớ sẽ không thua cậu ta nữa. Được rồi, Kim Kha ra hiệu cho họ đừng nói trước, chờ tới lúc cậu và Quynh Ly Eli đánh nhau thì chớ buông lòng cảnh giác. Mặt khác, lần này vệ tam sâu lâu với tông chính Việt Nhân là dạng đánh không có cơ giáp, cậu phải cẩn thận. Nếu như bàn về đánh sâu lâu không cơ giáp thì ngay cả cơ sơ vũ cũng chưa chắc đánh được anh ta. Trong nhóm sinh viên mới tụi mình, thực lực đối kháng không có cơ giáp của anh ta là mạnh nhất bình thường dạng sinh viên mang theo vũ khí bên mình sẽ thông thạo mặt này hơn sơn cung dương linh của trường sao pasadena cũng coi như là một người như thế về phần vệ tam những gì cô mang theo là một hộp dụng cụ nhỏ hết sức nỗ lực chống lại tông chính việt nhân là được về phần trận đấu buổi chiều với cơ sơ vũ trọng điểm là chính bản thân vệ tam kim kha nói nghiêm túc sau lưng cơ sơ vũ còn có ứng tinh quyết một khi anh ta hiểu rõ vấn đề của cậu và nói cho cơ sơ vũ biết thì cậu thua chắc. Cho nên cậu phải tận sức sửa vấn đề của mình lại. Khi họ phân tích các cuộc đối đầu tiếp theo, những người của trường đế quốc cũng đang lắng nghe lời của ứng tinh quyết. Trận đấu cuối cùng vào buổi chiều ngày thứ 8 là trận giữa cậu và vệ tam. Ánh mắt ứng tinh quyết rơi vào trên người cơ sơ vũ, có mấy lưu ý. Cơ sơ vũ im lặng lắng nghe chiêu thức của cô ấy rất nhiều và trộn lẫn, nên thời gian giới hạn một tiếng sẽ có lợi với cậu hơn. Đừng đánh tạo áp lực lúc ban đầu, tốc độ chậm lại, trong vài phút cuối cùng là mấu chốt để giành được thắng lợi. Ứng tinh quyết phân tích chậm rãi, mặt khác, trừ phi sắp hết thời gian và không còn khả năng cứu vãn, đừng làm tổn thương cơ giáp của cô ấy. Không làm tổn thương cơ giáp của cô ấy. Cơ sơ vũ muốn hỏi ứng tinh quyết rằng có phải được đám người đam mơ cổ cứu thì anh đã nảy sinh tình cảm, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói ra. Ứng tinh quyết khẽ gật đầu, mái tóc dài buông xóa được được buộc kỹ lại bởi một cọng dây buộc tóc màu đen, có mấy sợi tóc con rơi xuống bên cạnh mặt. Ánh mặt trời dài lên người anh xuyên qua kính cao trên sân huấn luyện làm cơ thể anh như ngọc, xong, lời nói trong miệng chẳng nhã nhặn là bao, một kích phải trúng không để cho vệ tam có cơ hội phản kích Cờ sơ vũ xoay nhẫn trên ngón tay mình nói cậu ta biết rồi sáng ngày thứ tám quinly eli và liêu như ninh trận sâu lâu đầu tiên sơn cung dương linh đứng nói ở giữa sân huấn luyện tất cả các sinh viên quân sự đã đi qua cách trường mơ cổ khuyến khích đồng đội của mình không chỉ đơn giản là thả tim cổ vũ bây giờ họ mang theo biểu ngữ và mấy quả cầu tua rua lổ đổ màu sau khi Liêu Như Ninh vào sân chuẩn bị đối đấu với Queen Ly, Vệ Tam và Hoắc Tuyên Sơn kéo mỗi người một đầu biểu ngữ, trường Cổ châu bò ra. Nền biểu ngữ màu đỏ thắm kết hợp với phong chữ vàng rực rỡ làm nó vô cùng lóa mắt. Kim Kha và Ứng Thành Hà thì cầm mỗi tay một quả cầu tua rua, bắt đầu cổ vũ cho Liêu Như Ninh. Những đồ dùng này được mua bởi số tiền 50 vạn hôm qua lừa Cao Học Lâm. Họ đặt hàng khẩn cấp còn đợi thật lâu ở cửa sân tập vào buổi sáng cuối cùng mới nhận được đồ chuyển phát nhanh. Các giáo viên nhìn thấy cảnh này muốn nói nhưng lại thôi, các quy tắc huấn luyện chung chỉ là về các loại chiến đấu, không có văn bản rõ ràng để cấm sinh viên làm như vậy. Hai trận đấu của Liêu Như Ninh Toàn là đánh một 1 không có cơ giáp, trận trước đánh với tập ô thông đã thua, trận này cậu ta vẫn chọn đao lớn trong khi Quinley Ellie chọn một cặp móng vuốt dài, cô ấy buộc nó vào cánh tay, Vũ khí cơ giáp của cô nàng là vút truyền nhật. Cả hai chọn vũ khí mà mình hiểu rõ nhất. Bắt đầu từ ngày cô nói điểm tích lũy, rõ ràng mấy sinh viên này cẩn thận hơn rất nhiều. Một giáo viên nói với Sơn Cung Dương Linh, ban đầu tôi muốn xem tụi nhóc rèn luyện điểm yếu của mình trong huấn luyện chung và sử dụng vũ khí mới. Sơn Cung Dương Linh tựa vào tường, có thể dùng giỏi một loại vũ khí đã không dễ nên yêu cầu chẳng có bao nhiêu xem trận tiếp theo vệ tam sẽ chọn cái gì. Tôi thấy em ấy dùng hơi nhiều vũ khí. Trong khi nói chuyện, Liêu Như Ninh và Quyên Ly Eli đã bắt đầu đánh. Liêu Như Ninh bổ đau lớn về vai trái của Quyên Ly Eli khiến cô nàng nhanh chóng nâng tay phải lên, móng vuốt dài chống lại cây đau lớn. Do sức mạnh khổng lồ cọ sát với nhau làm giữa hai vũ khí đã nháng lửa. Hai người nhìn nhau, kế đó móng vuốt trái của Quyên Ly Eli quạp thẳng về phía tim Liêu Như Ninh theo chiều dọc. Liêu Như Ninh bị buộc phải rút đao chống lại một móng vuốt khác, cái móng còn chống không ban đầu của Quyên Ly Eli lại tấn công cậu ta một lần nữa, nhưng mục tiêu lần này đã là đầu của Liêu Như Ninh. Liêu Như Ninh nắm chặt cán đao lớn, cậu ta dùng sức nâng cao, cuối cùng móng vuốt dài đã bị cậu ta cản lại. Thật không may, Quyên Ly Eli chờ đợi ngay lúc này, hai chân cô nàng đạp một cái rồi bay lên trời, đá vào bụng Liêu Như Ninh thật dữ rồi. Ứng Thành Hà nhìn ở bên cạnh đã hít một hơi, một đạp này quá đẹp. Sau khoảnh khắc bị đạp trúng, hai người đồng thời tách ra lui về phía sau. Mặc dù Liêu Như Ninh đau đớn nhưng cũng chẳng đưa tay chạm vào, mắt cậu ta nhìn chằm chằm Quy Ly Eli, ly, cậu cảm thấy máu cả người sôi lên. Từ trước tới nay Liêu Như Ninh am hiểu sâu lâu cơ giáp hơn, cơ mà trải qua lần hợp tác huấn luyện này, hiện tại xem ra đánh nhau không có cơ giáp cũng thú vị đấy. Quinli ra chiêu trước, cô nàng chộp cậu ta lại bị Liêu Như Ninh cầm đao ngăn, đồng thời cậu dự đoán một chiêu khác, cô sẽ ra nên dùng tay không nắm lấy cổ tay Quinli Eli và cật lực xoay mạnh. Những người xung quanh nghe thấy rõ âm thanh cổ tay cô nàng đã bị chật nhưng mặt Quinli Eli không đổi sắc, cô nhấc chân tấn công Liêu Như Ninh. Chờ khi cậu ta đánh trả, Cô nàng nắm lấy cơ hội lui về phía sau, nắm lấy cổ tay của mình nối khớp xương cổ tay trước khi Liêu Như Ninh đuổi kịp. Một chiến sĩ độc lập hạng nặng, một chiến sĩ độc lập hạng trung, nhưng hai người lúc này đang ở trong cuộc chiến không có cơ giáp, ưu thế cứ thế chia đôi tạm thời. Queenly Eli xoay người và đột nhiên móc tới nhưng bị Liêu Như Ninh giơ đao chặn lại, giữa vũ khí lại phát ra tia lửa bởi vì khoảng cách gần nên thậm chí có tia lửa lẻ tẻ bắn tung tóe lên mặt bọn họ. Cô nàng đè móng xuống dữ dội, móng vuốt dài đè lấy cây đao của Liêu Như Ninh. Hạ bàn của Quy Ly Eli hạ theo rồi quỳ gối trên cổ tay Liêu Như Ninh. Cơn đau nhức dữ dội cộng thêm bị móng vuốt của Quy Ly Eli đè, gặp cảnh người trên người dưới thế này cuối cùng cũng làm rơi cây đao lớn trong tay cậu ta. Quy Ly Eli nhân cơ hội đá văng đao đi, cây đao thuận thế trượt về phía đám người và lướt thẳng tới chân vệ tam. Vệ tam và những người xung quanh đều lui về phía sau vài bước để trừ không gian cho hai người. Liêu như ninh muốn lấy lại cây đao của mình xong Quyên Ly Eli không cho, cô nàng luôn ngăn chặn con đường của cậu ta và nhân cơ hội này để điên cuồng tấn công Liêu như ninh. Mất vũ khí, Liêu như ninh dùng tay không đánh trực diện với vũ khí còn nguyên vẹn bên Quyên Ly Eli đúng là chuyện tốn sức. Cậu ta chẳng còn cách nào đành kéo tất cả các nút trên áo của mình rồi nắm trong tay, bắn nó vào mặt, tay và đầu gối của Queenly Ellie, tổng cộng có sáu cái nút. Queenly Ellie không né tránh nút đầu tiên, nên lúc bị đánh trúng vai, cánh tay cô nàng khựng lại. Liêu Như Ninh nắm lấy cơ hội nâng chân trái lên, dựa vào vị trí vừa rồi để tăng thêm sát thương. Khi cậu ta muốn nhân cơ hội này để lấy lại cây đao lớn của mình thì Queenly Ellie đã hoàn hồn. Cô dùng tay kia chặn đường Liêu Như Ninh. Liêu Như Ninh lập lại chiêu cũ như nhưng bốn nút áo về sau đều bị Queenly Eli tránh được hết. Nút áo cuối cùng, ngón tay cậu ta cong lên và bắn ngẫu nhiên về hướng Queenly Eli. Queenly Eli vẫn luôn chú ý đến cử chỉ của cậu nên đoán được bước tiếp theo. Trong khoảnh khắc Liêu Như Ninh giơ tay còn lại lên, cô nàng đã chuyển đến một vị trí khác. Chỉ có điều chiêu này là giả. Trong khoảnh khắc cô di chuyển, Liêu Như Ninh giơ tay còn lại và cái nút cuối cùng ở trên tay này. Quyền Lì Eli buộc phải ép thay đổi xu hướng di chuyển của mình, cô nàng dừng lại ngay lập tức. Nhưng nhanh chóng thay đổi hướng chuyển động không chỉ làm cơ thể chịu tải trọng rất lớn mà lực tấn công cũng không hiệu quả. Liêu Như Ninh chạy tới dùng một cước đá vào trên người Quyên Ly Eli làm cô ngã xuống đất. Có chút thú vị, không biết lộ chính tân vào sân huấn luyện khi nào, ông đang đứng xem chung với các sinh viên quân sự khác. Vệ Tam vừa quay đầu đã đối diện với tầm mắt của ông. Lộ chính tân chào cô với vẻ phơi phới, mọi người ở trường Damaco của mấy em không tệ, biết lợi dụng mọi thứ trong tầm tay, chuyện này tốt đấy. Trong sân, Queen Eli dính chiêu vừa nãy nên bị thương nặng, hơn nữa còn bị liêu như ninh làm chật khớp cổ tay lần nữa hai cú. Trong thời gian tiếp theo, cô gần như gặp thất bại liên tiếp. Một tiếng rồi, Sơn cung Dương Linh ấn máy hẹn giờ, dừng tay. Hai người dừng tay, Liêu Như Ninh đưa tay kéo Quyên Ly Eli, cũng nhân tiện giúp cô ấy nắn lại khớp tay. Quyên Ly Eli nhất thời không quan sát nên đau tới mức mặt đổi cả màu. Nhưng Liêu Như Ninh không nhìn thấy, cậu ta thuận tay giúp cô xong thì xoay người đi nhặt nút áo và đau lớn thật vội vàng. Chỗ này không có kim may đâu. Sau khi Liêu Như Ninh đi về hàng thì Hoắc Tuyên Sơn mới nói, "Liêu Như Ninh, có keo không? Có thể đến phòng y tế xem một chút." Lộ Chính Tân chủ động, "Chiêu biến nút thành vũ khí này của em được đấy." Liêu Như Ninh nhìn thấy Lộ Chính Tân đang lăn lộn trong nhóm các sinh viên trường quân sự thì ngẩn người, sau đó bảo, "Em cũng cảm thấy thế." Cái khó ló cái khôn thiếu gia Liêu như cậu là một chiến sĩ độc lập có trí tuệ siêu phàm. Trận đối kháng không cơ giáp thứ hai, Liêu như ninh thắng, trường đa cổ ghi một điểm. Sơn cung dương linh nhìn mọi người rồi cúi đầu ghi chép một chữ trên quang não, rồi bà ấy lại ngẩng đầu và nói, trận cuối cùng buổi sáng, vệ tam đối đầu với tông chính Việt nhân, 10 phút sau sẽ bắt đầu. Vệ tam nhìn thoáng qua tông chính Việt nhân bên kia, nhóm 5 người trong quang não bắt đầu vang lên, Kim Kha gửi tin bên trong. Nhà Kim phát tài, vệ tam, cậu cố gắng hết sức, bây giờ Tông Chính Việt Nhân hệt miệng núi lửa sắp phun trào. Lén lút ăn xin, biết rồi. Tông Chính Việt Nhân bên cạnh đã ước gì dùng ánh mắt giết chết cô, 10 phút nghỉ ngơi ở giữa mà cũng chả đợi được, anh ta đã đi về phía giữa từ trước. Chương 176. Chất lượng cái quần này tốt đấy tôi xem trọng em đấy trước khi vệ tam đi qua lộ chính tân đột nhiên nói một câu vệ tam những lời này của ông ấy không lớn nhưng lại đủ để cho mọi người nghe thấy áp lực trong mắt tông chính việt nhân càng thêm nặng nề hơn vệ tam cảm giác mình vừa đi lên là sẽ bị anh ta đánh chết lộ chính tân từng là chỉ huy đội chủ lực của viện bình thông tính ra là đàn anh của tông chính việt nhân nay ông ấy nói những lời này là cố ý kéo giá trị thù hận cho cô. Tông chính Việt nhân có vũ khí của riêng mình, vệ tam thì muốn đi qua chọn. Cô đứng trước giá vũ khí một hồi, cuối cùng chọn roi chứ không phải đao. Các giáo viên đứng bên cạnh giao tiếp bằng mắt với nhau, cuối cùng vệ tam vẫn là người can đảm vì dám thay đổi vũ khí. Chuẩn bị xong rồi, Sơn Cung Dương Linh đứng bên cạnh máy bấm giờ, ngón tay ấn nút, 5 giây đếm ngược trong khoảnh khắc máy nhảy dây không vệ tam và tông chính việt nhân gần như khẽ di chuyển và tấn công lẫn nhau cùng lúc khoảnh khắc thương dài đâm về phía vệ tam thì roi cũng phát ra tiếng xe gió và quất về phía tông chính việt nhân một người hạ thấp cơ thể một người người nhảy lên không trung né tránh chiêu tấn công đầu tiên tông chính việt nhân ở giữa không trung thương dài tận dụng lợi thế phía trên một lần nữa mạnh mẽ đâm vào vệ tam bởi vì tốc độ quá nhanh nên nó đã tạo ra luồng không khí lớn vô cùng khiến trùng tua rua đỏ trên thương bay phất phới. Vệ tam bị ép đến nửa quỳ trên mặt đất, không đứng thẳng được. Roi của cô được vung lên không chung, không phải chống đỡ thương của tông chính Việt nhân mà thay vào đó quấn lấy đôi chân của anh ta và kéo mạnh về phía sau, gián tiếp phá hủy thế thấn công của vũ khí. Đồng thời vệ tam xoay nửa vòng trên mặt đất, thương dài cắm thẳng tắp cách mắt cô một cm, Trùng tua rua đỏ cứ thế lắc tới lui trên mặt cô khiến trong nháy mắt, mặt cô đã có thêm mấy vết đỏ. Có thể thấy được một thương này của Tông Chính Việt Nhân có sức mạnh thế nào. Đó là chưa kể đến sàn nhà nứt ra quanh đầu thương. Mà giờ phút này Tông Chính Việt Nhân bị roi của vệ tam quấn lấy hai chân, kế đó bị kéo xuống từ giữa không làm anh ta rơi xuống đất và muốn thoát ra. Vệ tam dùng sức kéo roi, mượn lực từ mặt đất đứng dậy, lại một lần nữa căng roi trói buộc. Tông chính Việt nhân nghiến răng căng thẳng. Xem ra anh ta muốn cậy mạnh để phá roi nên mới kéo thương dài tấn công cô lần nữa. Lúc này, vệ tam nhấc chân đá bay thân thương, tông chính Việt nhân thu tay rồi rút ngắn chiều dài của vũ khí. Anh ta nhắm đầu thương ngay chân của cô nhưng vệ tam chả bất ngờ tí nào. Cô xoay người vượt thẳng qua thương đồng thời buông roi, nhân cơ hội này quất nó vào mông tông chính Việt nhân chất lượng trang phục huấn luyện của viện bình thông rất tốt nên roi chém mạnh là thế cũng chả phá rách nó được vệ tam thấy thế không khỏi cảm thán trong lòng nhưng roi này của cô không chỉ khiến tông chính việt nhân nổ tung mà còn làm cho các thầy trò vây xem lạng câm nếu đổi đòn tấn công này thành người khác thì cùng lắm là do người ta làm theo tình hình nhưng người tấn công lại là vệ tam thì rất khó để không suy đoán roi này của cô cố ý đánh vào mông tông chính việt nhân Thiếu gia Liêu thấy vậy kích động, uốn éo tại chỗ còn bày vẻ mặt cảm thán. Đây là áp dụng những gì đã học, kế thừa bắt trước. Đáng tiếc là tôi đã đánh trận thứ hai, bằng không cũng phải học một chút đòn quất vào mông. Queen Lee Ellie gần đó vô nghe được cậu ta nói thì theo bản năng tưởng tượng hình ảnh này, và nó đã làm thần sắc cô nàng dần dần trở nên nghiêm túc. Người của trường Damaco đúng là giống như những người khác nói, không biết ngại là gì tông chính việt nhân nắm chặt thương anh ta nhìn chằm chằm vào vệ tam cô hôm nay chết ở đây cho tôi đánh nhau có giới hạn thời gian những người khác không được can thiệp trong lúc này điều này tương ứng với câu cuối cùng của thông báo ban đầu không bàn tới thương vong vệ tam cho mày học theo câu của anh ta anh hôm nay rách quần ở đây cho tôi đừng nói tông chính việt nhân Đội viên chủ lực viện bình thông nghe cô nói như vậy thì người nào người nấy tức giận đến sắp hộc máu. Cái này là xúc phạm nhân cách trắng trợn. Đáng tức là các chủ bọn họ trả dành chuyện kích thích bằng ngôn ngữ thế này, cứ gắng gượng chịu đựng, bị vệ tam làm tức giận đến gân xanh nổi lên, tốc độ hành động tăng lên gấp đôi. Vệ tam vung roi áp chế tông chính Việt nhân, không cho anh ta tới gần rồi lợi dụng tất cả cơ hội để kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lộ chính tân nhìn tình huống đánh nhau trong sân thì chập một tiếng rồi bình luận. Hai người này đều là chiến sĩ độc lập dùng cơ giáp hạng chung. Vệ tam vẫn thiếu lực tấn công cường hãn như tông chính Việt nhân. Tông chính Việt nhân có thể phát huy tác dụng lớn hơn trên chiến trường. Ông đứng gần đội chủ lực Damaco nói những lời không tốt về vệ tam đã khiến những người khác hiển nhiên chả làm lơ được. Hoác Tuyên Sơn nói lễ phép, chỉ huy lộ, nơi này không phải là hiện trường trực tiếp, không cần phải chuyên nghiệp tiếp tục giảng giải như thế. Lộ chính tân sừng sốt rồi chậm rãi phản ứng lại, ông bị người ta oán giận rồi. Nhưng ông vẫn giữ tính khí tốt nên cười, cháu nói đúng, tôi không nói nữa. Người của trường đế quốc đứng đối diện trường Damaco, ứng tinh quyết nhìn chằm chằm vào vệ tam trong sân, cô đang kéo dài thời gian. Không biết vì sao, cho tới bây giờ vệ tam luôn lựa chọn cách đánh tốn thời gian nhưng tương đối đơn giản, cứ đánh tới lui lộn xộn như thế đến không làm nổi nữa mới chịu nghiêm túc. Trận đấu buổi chiều ấy, cậu tận lực kéo dài thời gian về sau rồi cuối cùng bộc phát. Ứng tinh quyết như mặt nói với cơ sơ vũ, 5 phút cuối cùng thì xuất ra tất cả thực lực của mình. Ứng tinh quyết không muốn cho vệ tam cơ hội bộc phát, cô nên biết có đôi khi kéo dài chỉ làm cho tỷ lệ kéo lại cục diện chiến đấu càng ngày càng nhỏ. Được, cơ sơ vũ đồng ý. Trong sân, Tông Chính Việt Nhân cũng phát hiện chuyện vệ tam mãi không cho mình tới gần. Anh ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, cánh tay bỗng nhiên giơ lên và ném thương dài về mặt vệ tam. Vệ tam né tránh không kịp, chỉ có thể giơ tay vung roi cuốn lấy thương. Tuy nhiên, Tông Chính Việt Nhân không dừng lại ở đó, khi thương dài được ném đi trong nháy mắt, anh ta cũng di chuyển, chạy theo cùng một hướng với cây thương lúc vệ tam dùng roi quấn lấy thì anh ta đã đến ở giữa thương dài anh ta đưa tay giữ chặt và tăng cường lực đâm ghim vào giữa cổ vệ tam cô không có bất kỳ sự bảo vệ che chắn nào roi quấn quanh thương còn chưa buông ra hoàn toàn cả người cô phơi bày ra hết cả trước mặt tông chính việt nhân vệ tam cũng chả kịp né tránh trái phải trước sau nên cô để một chân đứng tại chỗ một chân giơ lên thẳng tắp thẳng đứng với mặt đất cứ thế tung chân đá về phía cây thương Giờ phút này đầu thương đã chạm vào cổ vệ tam. Cô nhắc chân lên đạp thương của tông chính Việt nhân là cảnh đế giày đen đạp lên thương. Lúc này chúng phát ra âm thanh nặng nề. Thương dài bị đá lên không trung, vệ tam ngửa đầu tránh đầu thương. Còn tông chính Việt nhân thì nhấc chân lên cùng lúc và đạp thẳng vào đầu gối cô. Chân trụ trên mặt đất của vệ tam khuỵu rồi cứ thế quỳ xuống nặng nề. Đầu gối và lòng bàn chân chân khác đã bay biến hết cảm giác không cảm nhận được đau đớn mà chỉ còn tê dại vô tận. Trong nháy mắt quỳ xuống ấy, vệ Tam tay dùng sức vung roi lên và lại đánh trúng Mông Tông Chính Việt Nhân, nó phát ra một tiếng vang rồi. Cây roi này giống như còn sống, sau khi quất trúng Tông Chính Việt Nhân thì quấn về phía chân anh ta. Vệ Tam dùng sức kéo, kéo ngã anh ta. Tông Chính Việt Nhân không kịp nghĩ chuyện mông mình lại bị đánh trúng anh ta giơ thương dài cắm nó trên sàn nhà để giữ cơ thể mình trong khi đạp chân và lắc roi của vệ tam ra. Hai người kéo dài khoảng cách, vệ tam ngẩng đầu lên, cổ cô vừa bị đầu thương của anh ta đâm trúng nên có một vết sưng đỏ nhẹ, rõ ràng là nếu muộn hơn thì sẽ làm nó chảy máu. Tông chính Việt một lần nữa xông về phía cô, cây thương như một bộ phận khác của cơ thể anh ta, nó càng ngày càng phù hợp thế tấn công về phía vệ tam càng ngày càng mãnh liệt làm cô kinh qua hiểm trở nhiều lần nhưng chỉ cần tông chính việt nhân làm thương cô một lần là mong anh ta sẽ giả giá đắt thay anh ta càng đánh càng điên lên sát ý càng ngày càng nặng rõ ràng nếu hôm nay không quyết định được mày chết tao sống thì anh thề sẽ không thôi vệ tam cũng không duy trì khoảng cách giữa hai người nữa tất cả chiêu thức vung roi trong nháy mắt như được đổi thành người khác chẳng còn tùy hứng cái này, các thầy cô đứng ở chỗ nghỉ ngơi nhìn Vệ Tam ở giữa sân rồi lại quay lại nhìn Sơn Cung Dương Linh bên cạnh. Chiêu thức hiện tại của em ấy hình như là của cô. Sơn Cung Dương Linh cũng đứng thẳng dậy, nào còn dựa vào vách tường. Bà ấy nhìn chằm chằm động tác vung roi của Vệ Tam. Tính toán đầy đủ thì bà dạy đám sinh viên này chỉ có 7 tiếng, chưa đầy một ngày, thế mà Vệ Tam học được tất cả các chiêu thức và giải thích của mình trong chiến đấu bất cứ ai nhìn vào chỉ sợ rằng sẽ nghĩ vệ tam là do một tay bà dạy nên các sinh viên quân sự vây xem cũng bị sốc không kém mà người ngỡ ngàng hơn cả là sơn cung ba nhận ở sao pasadena bởi vì cậu ta mới là người được sơn cung dương linh dạy dỗ mặc dù vệ tam dùng chiêu thức của sơn cung dương linh nhưng tất cả các chiêu thức bà đã dùng qua đã được bà hướng dẫn cách phá chiêu bản thân tông chính việt nhân cũng là sinh viên cực kỳ ưu tú anh ta cũng học được cách phá giải. Sơn Cung Dương Linh không khỏi nở nụ cười, hai người học được không tệ. Chương 177. Đánh nhau đừng kéo tóc. Hai người gần như tái hiện lại những Chương lời... 177. Đánh nhau đừng kéo tóc. Hai người gần như tái hiện lại những lời dạy của Sơn Cung Dương Linh cho các sinh viên quân sự xung quanh cùng lúc đó một người ra chiêu một người phá chiêu hiện đang ở trong trạng thái giằng co. Chỉ còn 10 phút nữa là trận đấu giữa hai người sẽ kết thúc. Sự u ám trên người tông chính Việt Nhân ngày càng nặng, anh ta rất muốn thu được thắng lợi. Các em cảm thấy ai sẽ thắng? Lộ chính tân hỏi sinh viên trường Samuel bên cạnh. Còn có thời gian mà, bây giờ biến số tương đối lớn. Cao học lâm nói lập lờ nước đôi. Vệ Tam và Tông Chính Việt Nhân có ưu thế riêng của mình. Nhưng hai người này đánh nhau cho đến bây giờ đã là một chuyện hiện lên rõ ràng, sức mạnh chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng trung trường Damascus và viện Bình Thông nằm top 3, trường Samuel và trường Sao Pasadena thì kém một phần. Nếu trước đây Cao Học Lâm vẫn coi thường trường Damascus, nghĩ đây là trường Damascus khi trước và cho rằng thực lực của bọn họ chỉ xứng đáng đứng chót thì bây giờ anh ta không thể không thừa nhận Trường cổ ngày nay đúng thật có thực lực tranh môi vô địch. Lại là một chiêu, roi của Vệ Tam bị gãy còn thương dài của Tông Chính Việt Nhân bị đánh bay, cả hai đều chẳng còn vũ khí. Còn 8 phút nữa. Vệ Tam cài nửa đoạn roi vào hông và đứng đối diện Tông Chính Việt Nhân tay không tất sắc đối. Cô đấm thẳng vào mặt anh ta khiến đầu anh ta muốn chật luôn. Gần như trong nháy mắt khóe miệng anh ta đã dì máu tông chính việt nhân giơ tay sờ khóe miệng và nhìn máu trên ngón tay mình ánh mắt càng thêm lạnh lẽo hai người chạy về phía nhau và bung một chân đạp về phía đối thủ tông chính việt nhân chiếm ưu thế về chiều cao nếu đá thẳng vào nhau hẳn vệ tam sẽ bị đá trúng trước cho nên mục tiêu của cô ngay từ đầu đã ở chỗ xương đùi của tông chính việt nhân nay đã cướp được cơ hội đá trúng Đáng tiếc Tông Chính Việt Nhân lại tăng tốc độ nhanh hơn, hơn hẳn so với sự tính toán của vệ tam. Cuối cùng cô bị chân anh ta đá trúng vai, lực rất mạnh đã đá vệ tam ngã xuống đất, cô còn chưa xoay người kịp lại bị Tông Chính Việt Nhân đá một cú vào bụng thật dữ rồi. Vệ tam đau đến mức thân thể cuộn tròn, một tay miễn cưỡng chống đất muốn đứng lên. Cô đứng dậy thật. Cô bị Tông Chính Việt Nhân tung tóc và sách lên bằng một tay anh ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của vệ tam vì đau thì bóp cổ cô và cười lạnh, cho rằng loại người như cô có thể so sánh với tôi thật à? Hai chân vệ tam đã thoát khỏi mặt đất, theo hành động bóp cổ cô càng lúc càng mạnh của Tông Chính Việt Nhân, cảm giác ngạt thở không ngừng truyền đến não bộ cô. Hai tay cạy tay Tông Chính Việt Nhân, miễn cưỡng tạo mình một chút cơ hội hít thở không khí. Anh, không biết khuôn mặt tái nhợt ban đầu của vệ tam vì không hít thở được đã chuyển sang đỏ, cô nói đứt quãng, đánh nhau đừng. Kéo tóc. Ngay khi chữ tóc nói ra, hai chân vệ tam co lại và đá vào ngực tông chính Việt nhân ngay một giây sau. Nay có thể dễ thoát, cô thuận thế lật một vòng trên không trung, cuối cùng khuỵu một gối rơi xuống đất với hai tay chống xuống. Bởi vì tóc cô bị tông chính Việt túm nên đã dối, rơi lòa xòa xung quanh. Dây buộc tóc cũng vì lúc xoay người khi nãy mà rớt xuống đất. Vệ tam ho vài tiếng làm dịu cảm giác ngạt thở khi nãy, kế đó đứng dậy từ từ. Cô đi về phía trước vài bước, khom lưng nhặt sợi dây buộc tóc lên, đeo nó trên tay rồi kéo ra rồi thả. Cô nhìn nhanh về phía tông chính Việt Nhân bị mình đá liên tiếp đang lui về phía sau, xem ra trước đây anh không phát huy hết thực lực. Còn 5 phút nữa, chi bằng cho tôi thấy loại người như anh khác loại người như tôi thế nào đi mặt tông chính việt nhân nặng nề như nước sâu anh ta nhanh chóng tấn công vệ tam anh ta đá ra một cú thì vệ tam trả lại một quyền dù là thân pháp hay tốc độ của hai người cũng tăng lên so với trước sắc mặt của trường quân sự khác vây xem hai bên càng ngày càng xấu thực lực chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng trung đã mạnh đến mức này thêm chuyện các thành viên chủ lực khác sẽ không phải người bất tài thì ba thứ hạng đầu tiên đã thuộc về trường đế quốc, trường Damaco và viện Bình Thông. Thế thì trường sao Pasadena và Samuel sẽ ở đâu đây? Hai người đánh áp sát, chiêu thức của tông chính Việt nhân đúng thật là nhiều. Anh ta đã được đào tạo chuyên nghiệp trong rất nhiều năm như vậy, nay gặp phải đánh sâu lâu không có cơ giáp thì ngay cả cơ sơ vũ cũng chưa chắc sẽ thắng được anh. Chỉ có điều chỉ trong một hoặc hai phút ngắn ngủi, hễ là chiêu mà anh ta từng dùng thì vệ tam đã có thể học được ngay, đồng thời từ một suy ra ba và dùng nó vào người tông chính Việt nhân. Mấy phút này còn thú vị hơn nhiều so với cuộc đối đầu gần một tiếng. Lộ chính tân nhớ mày nhìn hai người trong sân. Khả năng học tập của vệ tam quá mạnh mẽ, làm xáo trộn tâm tư của tông chính Việt nhân khiến chiêu thức của anh ta rối loạn. Bắt lấy dây lát này, vệ tam nắm lấy cánh tay tông chính Việt nhân, nghiêng người dùng bả vai chắn lại anh ta và dùng sức ném tông chính việt nhân xuống đất mặt đất sân huấn luyện phát ra tiếng ngã nặng nề đến đây còn chưa dứt khi tông chính việt nhân muốn đứng dậy thì vệ tam nhấc chân đạp tay anh nắm lấy mái tóc ngắn của tông chính việt nhân với khuôn mặt không chút thay đổi tay kia nắm thì quần anh ta rồi nâng hoàn toàn cả người đối thủ lên và ném về phía vách tường gần đó đương nhiên còn có một chuyện cô không quên khi tông chính việt nhân rời xa mình và đụng vào vách tường vệ tam rút ra nửa cây roi bên hông đoạn quất dữ dội về phía mông anh ta chất liệu quần dù có tốt đến đâu cũng không chịu nổi mấy roi của vệ tam quất tới nên quần rách toạc gần như trong nháy mắt trên roi còn dính máu vệ tam lập tức bỏ roi nội tâm sực tỉnh làm sao mà không điều chỉnh cường độ cho tốt vậy nè nhưng bây giờ thứ cô quan tâm nhiều hơn là chất liệu roi của cô giáo sơn cung roi vừa quất lên người là thấy máu luôn dây cuối cùng nhảy tới sơn cung dương linh đi ra ngay thời gian đã hết người của viện bình thông nhanh chóng tiến lên chuẩn bị đi đỡ tông chính việt nhân nhưng bị anh ta từ chối tông chính việt nhân chống mặt đất ngón tay bị vệ tam đạp gãy nhưng dù như thế thì anh ta vẫn đứng lên từng chút một các chủ lộ thời bạch cởi áo khoác của mình đưa cho tông chính việt nhân ý bảo quần anh rách rồi tông chính việt vẫn không nhận lấy anh ta muốn vĩnh viễn nhớ kỹ sự sỉ nhục ngày hôm nay hiện tại vệ tam đang ngồi trên chiếc ghế xếp do ứng thành hà móc ra uống dịch dinh dưỡng anh đưa tới hưởng thụ cảnh được kim kha bôi thuốc được liêu như ninh đấm chân và hoắc tuyên sơn xoa bóp đầu sơn cung dương linh nhìn bộ dáng khoa trương của trường đam mơ cổ bà ấy cố gắng ám chỉ bản thân rằng mấy thứ này không được viết trong quy định chả cần phải bận tâm bà nói một cách máy móc vệ tam thắng được một chiêu trong trận này trường mơ cổ ghi một điểm vệ tam uống hết dịch dinh dưỡng có mùi dâu tây trong tay với vẻ ghét nó buổi chiều còn có một trận mệt quá chúng ta về sớm nghỉ ngơi tí vậy cậu nằm trong khoang điều trị kim kha nói không nằm bồi chút thuốc là được vệ tam chỉ vào mắt mình vừa rồi thiếu chút nữa bị tông chính việt nhân đánh mù luôn liêu như ninh ngồi xổm bóp chân cho vệ tam bỗng cảm giác được gì nên ngẩng đầu kế đó cậu ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của tông chính việt nhân ở cách đó không xa ngay bèn giơ tay vẫy về phía đó và mỉm cười đừng nhìn chằm chằm vệ tam nữa dùng cơ giáp đánh nhau thì anh thua không có cơ giáp anh cũng thua gượng ép dùng vận may để giải thích cũng trả được vệ tam tụi này mạnh hơn anh ban đầu trong lòng tông chính việt nhân có cơn nghẹn tức được tích lũy bắt đầu từ sao tây tháp anh ta những tưởng lần này nhặt mặt mũi về ai ngờ được thua tiếp trong tay vệ tam nay lại thêm bị liêu như ninh kích thích khí huyết anh ta bị đảo lộn phun ngay ra một búng máu các chủ các đội viên của viện bình thông nhao nhao tiến lên đỡ lấy tông chính việt nhân liêu như ninh giật nảy mình Chuyện này không liên quan gì tới. Tôi. Vệ Tam đứng dậy, đi thôi, tôi đói rồi. Lộ chính tân đi tới từ bên cạnh. Vệ Tam, tôi chờ mong biểu hiện tiếp theo của em. Dạ vâng, cảm ơn em si lộ. Vệ Tam nói khách sáo một câu chuồn về hướng căng tin với đồng đội. Đám người sắp tan gần hết, còn trường đế quốc vẫn ở trong sân huấn luyện. Cậu đã thấy năng lực học tập của vệ Tam rồi đó. Ứng Tinh Quyết nói với Cơ Sơ Vũ, không cho cô ấy cơ hội vào trận buổi chiều. Tầm mắt Cơ Sơ Vũ dừng trên Tông Chính Việt Nhân sắp bước ra khỏi cửa sân huấn luyện. Cậu ta cũng đồng cảm với Tông Chính Việt Nhân khi cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích này. Trước trận đấu vẫn là người nổi bật trong cô ấm cậu chiêu, theo trận đấu tiến hành thì bị một người vô danh nổi như cồn dẫm dưới chân, dù ai cũng cảm thấy bị khích bác rất nặng nề ứng tinh quyết còn phải đến phòng y tế để làm kiểm tra thể chất thường xuyên anh bèn tách ra với người của trường đế quốc chỗ này chờ sau khi anh đi rồi tư đồ ra nói nhỏ lúc trước tôi còn tưởng rằng quan hệ giữa chỉ huy chính và vệ tam mó bộ tương đối gần gũi trong khoảng thời gian này bây giờ xem ra chả có mấy nói không chừng cũng vì để tìm được khuyết điểm của vệ tam tốt hơn trong bốn người này cơ sơ vũ và ứng tinh quyết ở chung lâu nhất hoắc kiếm thứ hai còn tư đồ gia có bối cảnh hơi yếu một chút nên khi đến trường quân sự rồi y đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh và lấy được một ghế chủ lực lần này thì mới tiếp xúc được với ứng tinh quyết cậu ấy là chỉ huy chính của trường đế quốc chúng ta sẽ không làm ra chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của trường đế quốc cơ sơ vũ xoay nhẫn cơ giáp trên ngón tay nhưng mà cậu ấy quá đề cao vệ tam hoắc kiếm nghe vậy cậu đừng quên lời chỉ huy chính nói thà để cao còn hơn coi thường vệ tam. Cờ sở vũ không nói gì mà đi ra ngoài. Để lại hoắc kiếm nhíu mày tại chỗ. Đây là dịch dinh dưỡng mới. Ứng tinh quyết hỏi hứa chân. Ừm, thay đổi một chút thành phần, chuyên chuẩn bị cho trận đấu này. Hứa chân đẩy dịch dinh dưỡng cho anh, đại khái có thể chống đỡ được 7, 8 ngày. Nếu cháu uống trước khi ra trận thì không thể trụ được tới cuối cùng lúc ra sân đâu ứng tinh quyết nhận dịch dinh dưỡng, trong tay đàn em của bác sĩ hứa có không? Hứa chân lắc đầu rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên, cậu ấy muốn thứ này làm gì? Mặc dù chúng tôi hợp tác nhưng tôi sẽ không đưa dịch dinh dưỡng của cháu cho người ta xử lý. Ứng tinh quyết hạ mắt, bác sĩ hứa, cháu về trước. Được, lần kiểm tra này không có vấn đề gì. Hứa chân gửi báo cáo kiểm tra cho bên quân khu một một phần và gửi thêm cho ứng tinh quyết một phần vệ tam nhịn đau ngủ trưa lúc tỉnh lại thì đã khỏi hơn phân nửa hoặc là nói cô đã quen với nỗi đau này khi ra khỏi phòng bốn người khác đã đợi trong phòng khách đi thôi vệ tam hoạt động tay chân và dẫn đầu đi ra ngoài mấy thầy cô hơi quá mắc gì xếp trận tranh tài của cậu trong một ngày ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều liêu như ninh phàn nàn vệ tam không sao cả dù sao cũng phải đánh với lại có giới hạn thời gian mà nếu kéo dài thời gian thêm có khả năng cô không đánh nổi hai trận một ngày buổi chiều tất cả mọi người đã đến đông đủ lần này giáo viên phụ trách lại có thêm giáo viên của trường đế quốc họ đã để bọn cô chuẩn bị trước vệ tam ngồi bên cạnh vừa xem vừa chờ trận cuối cùng đến cái ghế này không tệ vệ tam sờ ghế lại điều chỉnh hướng ống kính và quay đầu nhìn bốn đồng đội cũng ngồi trên ghế gấp, miễn phí là thứ tốt. Cảm ơn 20 vạn của chỉ huy cao." Hoắc Tuyên Sơn nói nghiêm túc. Cao Học Lâm đi ngang qua. Chương 178. Đến đây mới là kết thúc thật sự. Buổi chiều là đánh nhau bằng cơ giáp, khi hai bên đánh sâu lâu cần dùng tới cơ giáp của mình. Trận này còn lớn hơn trận chiến không có cơ giáp buổi sáng hơn nữa còn có thêm thứ kim loại lạnh như băng mặc dù không có sự kích thích trực quan của chiến đấu áp sát nhưng nhưng cuộc đối đầu bằng cơ giáp càng hùng vĩ hơn rõ ràng trận cuối cùng chính là của vệ tam cơ mà bản thân cô cũng thấy chả có việc gì vẫn cúi đầu xem video đã quay lại sinh viên của cô có chất lượng tâm lý tốt các trường quân sự khác kém một chút một giáo viên nói với giải ngữ mạn Giải ngữ mạn nhìn về phía đội chủ lực của trường Damaco, năm người nửa nằm trên ghế, trong tay còn có hạt dưa, đám nhóc này vừa cắn vừa nói chuyện vãn với nhau. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trận cuối cùng chính là trận tranh tài của vệ tam mà mấy người này thong dong đến thế, bảo sao ai nhìn cũng nói nói một tiếng tố chất tâm lý tốt. Nói khó nghe tí chính là thiếu tầm nhìn. Giải ngữ mạn, đến khi ra chiến trường mà còn có thể duy trì tâm tính tốt như vậy mới coi như là có tố chất tâm lý mạnh mặc dù các giáo viên đang trò chuyện nhưng trong lòng mỗi người đã có những suy nghĩ riêng bấy giờ người căng thẳng nhất có lẽ vẫn là giải ngữ mạn và giáo viên của trường đế quốc trận cuối cùng có thể nói là liên quan đến địa vị của vệ tam và cơ sơ vũ trong quân khu nếu vệ tam thắng giá trị của cô sẽ nâng lên một cấp độ khác ngược lại cơ sơ vũ thắng, cậu ta lại lần nữa bảo vệ địa vị chiến sĩ độc lập mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Khi tất cả mọi người vừa chuẩn bị bắt đầu, quân khu một đột nhiên gọi tới để yêu cầu xem trận đấu cuối cùng. Giáo viên của trường đế quốc đồng ý sau đó lấy ra một thiết bị quay bay chuyên dụng rồi kết nối với ống kính của quang não, bắt đầu phát sóng trực tiếp cho người ở quân khu xem. Trận đấu thứ ba sắp bắt đầu, 5 người từ trường Damaco đứng dậy khỏi ghế đó là các ông lớn ở quân khu 1. Liêu Như Ninh lén liếc nhìn kênh liên lạc của giáo viên bên kia. Giáo viên của trường đế quốc đã tắt chế độ riêng tư để các giáo viên khác cũng có thể nhìn thấy quân khu bên đó. Mắt Hoác Tuyên Sơn còn nhạy bén hơn, không chỉ quân khu 1, bên kia còn mở kênh liên lạc cấp trên của mấy quân khu khác. Các quân khu đều đang xem các cậu thi đấu. Kim Kha nói với vệ tam, đánh thật tốt. Vệ Tam nhác trông qua trường đế quốc bên kia, đoạn quay đầu nói với Kim Kha, "Cậu không có gì nói với tớ sao?" 80% là ứng tinh quyết phía đối diện đang nói vấn đề của tớ. "Kim Kha, lúc trước tớ có gửi cậu tư liệu về cơ sơ vũ, cậu không xem à?" "Có, mà tớ cảm thấy ứng tinh quyết đối diện đào được càng sâu hơn." Vệ Tam đưa tay tự ôm lấy tay mình, hơi sợ. "Ha ha." Kim Kha đặt mông ịn lên ghế, cậu cảm thấy anh ta có năng lực mạnh mẽ sao không ở cùng anh ta luôn đi. Bao nhiêu tuổi rồi còn ghen tị. Thiếu gia liêu khinh bỉ ở bên cạnh, ứng tinh quyết giỏi hơn cậu thật. Kim Kha, tất cả mấy cậu chê tôi, được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cậu ta vừa định đứng dậy liền bị Hoắc Tuyên Sơn ấn xuống, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Giáo viên đang kêu vệ tam, cô đi về phía sân thi đấu đi đến nửa đường thì xoay người thả tim với bốn người. May mắn lúc này không phải là phát sóng trực tiếp, bằng không màn hình phát sóng trực tiếp muốn nổ bởi mưa đạn bình luận. Chuẩn bị, 10 giây đếm ngược bắt đầu. Nói xong lời cuối cùng, giáo viên của trường Đế quốc đã đưa tay ấn máy hẹn giờ. Hai người tiến vào cơ giáp, vỏ ngoài vô thường đã được sửa chữa xong. Lúc sửa chữa, trái tim vệ tam sắp vỡ vụn, nấm dịch tím có nhiều bao nhiêu đâu? cứ dùng một ít thì ít đi một tí nghĩ đến trận đấu này có thể khiến vô thường lại phải đối mặt với nguy cơ bị phá hoại trái tim vệ tam lại có đau đớn mơ hồ tầm mắt ứng tinh quyết rơi vào trên người hai chiếc cơ giáp trong sân anh không biết ai sẽ thắng nếu cơ sơ vũ chịu nghe lời mình thì dựa theo kế hoạch của anh vệ tam không có cơ hội thắng tôi cảm thấy không chắc cơ sơ vũ sẽ nghe lời anh đâu hoắc kiếm bỗng nhiên nói với ứng tinh quyết cậu ta có bất mãn với vệ tam nói chính xác hơn là đối với ứng tinh quyết nhiều năm như vậy cũng được gọi là đôi sao đế quốc mà hiện tại ứng tinh quyết lại chú ý quá lâu tới vệ tam hiển nhiên cơ sơ vũ sẽ sinh lòng bất mãn tôi biết chứ ứng tinh quyết nói từ tốn hơi thở hoắc kiếm chơi chậm lại là tôi biết chứ không phải là tôi biết rồi mục đích ngay từ đầu của chỉ huy chính có lẽ không chỉ là muốn cơ sơ vũ thắng mà còn có ý thăm dò cậu ta ánh mắt ứng tinh quyết dừng trên người hoắc kiếm tôi chỉ phụ trách chỉ huy đúng hay sai thì tự có thời gian chứng minh hoắc kiếm cúi đầu vâng mình nên biết chỉ huy chính vĩnh viễn sẽ suy nghĩ sâu hơn so với chiến sĩ độc lập máy bấm giờ đếm ngược một giây cuối cùng đã xong vệ tam đứng tại chỗ không nhúc nhích mà cơ sơ vũ cũng im lìm như thế Hai người chờ nhau, rằng co được 20 giây thì Cơ Sơ Vũ di chuyển trước. Cậu ta xông về phía Vệ Tam, cho dù sắp tới gần cô nhưng vẫn không giảm tốc độ, chỉ có tay phải đặt ở bên hông thì rút đao Thái Vũ ra. Cậu ta cầm thẳng dao, thân đao như dán vào cán đao, đưa nó song song với cán đao và kéo ngang qua. Từ khi Cơ Sơ Vũ bắt đầu di chuyển, Vệ Tam vẫn không nhúc nhích, nhưng đến khi đao Thái Vũ tới gần thì cô cong người tránh né một chiêu này đồng thời rút đao tu di chém về phía bắp chân cậu ta nhận thấy đường gió do đao tạo thành cơ sơ vũ nhắc chân đá về phía tay vệ tam với ý muốn đạp gãy vệ tam lăn đi ngay tại chỗ khiến khoảng cách giữa hai người lại bị kéo dài nhưng cơ sơ vũ theo sát phía sau cậu ta cho đao thái vũ chém vào cổ vệ tam rất có khi thế muốn chém đứt vệ tam dốc hết toàn lực né tránh song trong nháy mắt đó cô có thể cảm nhận được âm thanh phát ra do đao thái vũ xẹt qua cổ cơ giáp. Nếu không có chiến đấu bằng cơ giáp, e là cô đã chảy máu. Cơ mà điều này có thể làm cho vệ tam khổ sở hơn là chảy máu, cô ấy chảy máu thì còn khôi phục được, còn cơ giáp mà hỏng. Cô không thể tiếp tục sửa được nếu không có vật liệu. Đào tu di vệ tam cắm trên sàn nhà, cô nắm chặt cán đao rồi mượn lực xoay một vòng trên mặt đất, đạp trúng chân Cơ Sơ Vũ. Hai chiếc cơ giáp va chạm phát ra âm thanh đinh tai do kim loại khổng lồ xô sát. Cơ Sơ Vũ vung đao chém về phía chân cô, Vệ Tam mượn thế, một lần nữa lấy đao làm tâm điểm xoay một vòng tại chỗ. Rời xa Cơ Sơ Vũ xong là cô đứng dậy ngay và rút đao tu di về. Liêu Như Ninh đứng ngoài nhìn, chiêu này có vẻ thú vị, lần sau tôi phải học mới được. Ứng Thành Hà khều cậu ta ra hiệu nên chú ý hình tượng, giáo viên đối diện còn đang phát sóng trực tiếp trên kênh liên lạc, mấy ông lớn trong quân khu vẫn đang xem. Liêu Như Ninh chỉ từ Hoắc Tuyên Sơn đến Ứng Thành Hà bên cạnh, "Chúng ta, như vậy, làm sao còn hình tượng mà giữ?" Bốn người ngồi đây mà trong tay thì kéo một dải băng rôn và mấy quả cầu tua rua, nếu mà đi so với sinh viên quân sự khác đứng nghiêm bên cạnh là thấy rõ ngay. Ứng Thành Hà, nói cũng đúng dù sao cha mẹ mình không nhìn thấy mình như thế này là được. Tình hình trên sân vẫn còn trong tình trạng ràng co, có vẻ như hai người có lực ngang nhau. Khi khoảng cách giữa hai người được kéo gần, đao tu di của vệ tam đã biến thành đao hình quạt. Cô dùng tay làm cái kẹp, mỗi một lần ra tay đều có thể lưu lại dấu vết lờ nhờ trên vỏ cơ giáp của cơ sơ vũ. Nhưng mà mỗi lần cô vạch là lại lấy làm tiếc một lần trong lòng, cơ giáp tốt biết bao, đáng tiếc lại dùng nó chống lại cô. Trong khoang cơ giáp, cơ sơ vũ nhìn thoáng qua ứng tinh quyết rồi thu ánh mắt rất nhanh. Từ trước đến nay cậu ta luôn lấy lời nói của ứng tinh quyết làm chuẩn mực, lúc này vẫn cho rằng kế hoạch ứng tinh quyết nói không có vấn đề gì, nhưng cậu ta muốn dựa theo phương pháp của mình. Cơ giáp là của mình, cũng do chính mình điều khiến, cậu ta sẽ chứng minh với ứng tinh quyết, cơ sơ vũ là một trong hai ngôi sao của đế quốc, rất xứng đáng với tên gọi hai tay cơ sơ vũ nắm dọc theo đao thái vũ và đặt nó ở trước ngực một khoảng nửa mét vệ tam vừa mới kéo dài khoảng cách với cậu ta sao đột nhiên cảm giác như cơ sơ vũ đang phù phép thoạt trông rất ân cần nhưng mà vệ tam còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều là cơ sơ vũ ở phía đối diện di chuyển vệ tam cơ sơ vũ biến mất một chiếc cơ giáp đột nhiên biến mất trước mắt cô ngay khi vệ tam đứng tại chỗ sau lưng truyền đến tiếng xé gió là đao của cậu ta cô quay lại ngay lập tức đưa tay ra để chặn nó bằng cây đao hình quạt một giây sau cơ sơ vũ nhắc tung chân đá về phía vệ tam làm đá bay ngay cơ giáp vệ tam mang theo cơ giáp đụng vào vách tường sân tập đập ra một cái lỗ thật lớn Thậm chí Vệ Tam còn chưa kịp đứng lên là Cơ Sơ Vũ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô với tốc độ nhanh đến mức rất nhiều người cấp 3S xung quanh cũng chẳng thể nhìn rõ. Họ chỉ có thể nhìn thấy cậu ta đi tới trước vách tường rồi cầm đao bổ về phía Vệ Tam. Vệ Tam bị giam cầm trong phạm sáu nhỏ, cô cố gắng né tránh thế tấn công của cậu ta. Sắc mặt các sinh viên xung quanh đều dần dà trở nên nghiêm túc nếu như nói buổi sáng vệ tam và tông chính việt nhân đánh nhau không dùng cơ giáp đã làm cho bọn họ hiểu được thực lực của hai người này rất mạnh vậy bây giờ cơ sơ vũ lại làm mới nhận thức của bọn họ với loại tốc độ này mà thay bằng chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng nhẹ chưa chắc gì đã bị được đó là chưa kể bản thân cơ sơ vũ có ưu thế của cơ giáp hạng chung bằng hai thứ gộp lại nếu đối đầu với cơ sơ vũ trên chiến trường thế thì hoàn toàn là cảnh cậu ta muốn giết ai là giết được ngay. Đồng thời biểu hiện của vệ tam cũng một lần nữa khiến người ta kinh ngạc. Cho dù cơ sơ vũ mạnh mẽ như này, tình cảnh của cô nguy hiểm là thế, cơ mà cơ giáp vẫn không bị thương, mỗi một lần dùng đao cọ sát cũng khó khăn lắm mới vượt qua được. Vệ tam nhân cơ hội biến cây đao hình quạt thành hợp đao, một cây đao khác thì để chống nhằm phá thế vây công của cậu ta, từ đó giúp cô rời khỏi vách tường và trở lại sân huấn luyện cơ sơ vũ thu đao xoay người nhìn chằm chằm vệ tam tốc độ của cậu ta lại tăng lên một lần nữa cậu ta biến mất trước mắt cô lúc này là tới ngay phía trên vệ tam phát hiện vào giây cuối cùng cô ngửa đầu nhấc đao chống lại đòn tấn công của cơ sơ vũ cậu ta có ưu thế phía trên mũi đao thái vũ thậm chí đã đụng phải chán vô thường Cơ sơ vũ không thay đổi nét mặt, cậu ta tăng thêm lực lượng trong tay, mũi đao thái vũ lại một lần làm nặng thêm tổn thương. Lúc này vệ tam quỳ hai đầu gối, cũng không phải bị cậu ta áp đảo mà là quỳ xuống giảm lực để trốn ra ngoài. Giải ngữ mạn và bốn người bên nhóm Damaco nhìn thấy chiêu này của vệ tam thì khẩn trương hẳn lên. Đã thấy tốc độ của cơ sơ vũ khi nãy mà nay cô dùng đại một chiêu như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn lộ nguyên phần lưng cho đối thủ. Đó là một lầm lỡ chết người. Quả nhiên Cơ Sơ Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt là đi tới sau lưng Vệ Tam ngay, thậm chí cô còn chưa đứng lên. Đao của Cơ Sơ Vũ chém trúng ngay cô, một cú toàn lực của đao Thái Vũ làm lưng vô thường bị chém một đao thật sâu, gần như lộ cả khoang cơ giáp. Phải kết thúc rồi. Hầu hết mọi người ở đây nhìn vào máy bấm giờ, mới có 20 phút trôi qua. Trong khoang cơ giáp Đại não vệ tam cảm nhận được trận đau đớn dữ dội nhưng cô lại nhếch môi cười. Trận đấu thực sự sắp kết thúc. Khi cơ sơ vũ còn đang tăng thêm sức muốn hủy diệt cơ giáp của vệ tam, cơ giáp dưới đao có hành động khác thường, nó bỗng nhiên biến mất trước mặt cậu ta. Cơ sơ vũ cười lạnh một tiếng, học theo mình nhà. Trực tiếp xoay người ngăn đòn tấn công của vệ tam, cậu ta cho đao thái vũ chống đỡ với hợp đao. Cô, cơ sơ vũ đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn trong tay vệ tam không còn một thanh hợp đao khác vũ khí của cô ấy cơ sơ vũ cúi đầu nhìn về phía cơ giáp của mình một thanh đao hình quạt cắm chính xác vào trong động cơ cơ giáp của cậu ta nó xuyên qua giáp bảo vệ tăng cường và phá hủy động cơ ngay trong khoảnh khắc cơ sơ vũ ngạc nhiên hợp đao của vệ tam đẩy đao rồi đâm vào ngực cậu ta cũng lấy lại cây đao hình quạt của mình cơ sơ vũ hoàn hồn trong nháy mắt và muốn mau né tránh chẳng qua động cơ bị phá hành động của cậu ta bị cảm trở hơn phân nửa vệ tam bay lên không rồi xà xuống hai thanh đao hình dạng khác nhau đã chuyển thành đao tu di cô đâm thẳng đao vào vai cơ sơ vũ cơ sơ vũ thử ngăn cản nhưng chẳng thành công vệ tam cầm đao tu di găm vào bà vai cậu cuối cùng còn rơi sau lưng cậu ta cô vươn tay tìm mò mẫm lỗ hổng động cơ vừa rồi kế đó dùng một tay kéo nguồn năng lượng của cơ sơ vũ. Đó mới là kết thúc thực sự. chương 179 Các bạn đến từ sao Sa đô. Vệ tam đứng sau cơ sơ vũ, một tay cô cầm đao tu di cắm vào vai kẻ hủy diệt, tay kia vòng qua hông cậu ta với tới phía trước để kéo khối năng lượng bên trong ra. Giờ phút này tư thế của hai người giống như vệ tam ôm cơ sơ vũ từ sau lưng, song người chung quanh cũng không nghĩ nhiều về mặt khác vì họ còn đang hãi hùng. Ngay cả lãnh đạo cấp cao quân khu một ngồi ở bàn hội nghị cũng trưng ra khuôn mặt vô cùng phức tạp. Sa Omega Eli nhìn kẻ hủy diệt mất sức di chuyển bèn không khỏi nuốt nước miếng, vệ tam trông tà ma quá, đây là chuyện mà con người bình thường làm ra à. Đừng nói các sinh viên quân sự khác, ngay cả bốn người trường Damocle cũng sững sờ nhìn hai người trong sân kết thúc quá nhanh, từ lúc cơ sơ vũ bùng nổ đầu tiên là bọn họ đã có cảm giác này, kết quả là trước khi kết thúc bỗng đảo lộn thắng thua. Tụi mình, thắng, liêu như ninh hỏi Hoác Tuyên Sơn bên cạnh. Thắng, Hoác Tuyên Sơn trả lời từ từ, vệ tam dùng hai chiêu như giống hệt chiêu cơ sơ vũ dùng vừa nãy, nhất là một đao từ trên xuống dưới sau cùng. Ánh mắt ứng tinh quyết nhìn thật sâu vết đao sâu hóm sau lưng vệ tam, vừa rồi cô ấy cố ý để lộ lưng không bảo vệ chỉ để chờ đợi thời điểm này video chiếu lại về mấy trận đấu đã được ứng tinh quyết xem qua xem lại rất nhiều lần anh vẫn cho rằng cô quá quý trọng cơ giáp của mình anh thấy được một quy luật dù là lúc vệ tam vẫn còn ở đội tuyển trường hay sau lúc vào đội chủ lực làm chiến sĩ độc lập chỉ cần có người làm hư cơ giáp của cô cô ấy sẽ đột nhiên bùng nổ chứ không phải gặp nguy cơ mới tích cực ngăn cản cho nên ứng tinh quyết muốn cơ sơ vũ kéo dài thời gian, ra tay ngay lúc sắp kết thúc khiến vệ tam không có thời gian phản ứng. Cơ sơ vũ không nghe lời anh, ứng tinh quyết cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng không ngờ vệ tam chủ động lấy cơ giáp của mình làm mồi nhử. Bốp bốp bốp. Bốn người trong trường Damocle đột nhiên vỗ tay cùng nhau, sau đó dơ biểu ngữ lên, lấy ra những quả cầu tua rua đủ màu cua cua mọi người nghe thấy động tĩnh của họ thì mới tỉnh táo lại và giấu kỹ cảm xúc của mình vệ tam buông khối năng lượng của cậu ta đồng thời rút đao tu di và lui ra vài bước kế đó cô cho một tay đặt trên vai cúi đầu vô cùng tao nhã trước mọi người lưng cậu bị rách rồi ứng thành hà nhắc nhở vệ tam trong khoang cơ giáp sự thích thú đến chiến thắng biến mất ngay lập tức nhảy ra khỏi khoang cơ giáp vệ tam cất cơ giáp đi rồi quay về nhóm của mình lại được một điểm phần thưởng thuộc về chúng ta trước mắt nấm dịch tím chỉ có tí như thế lỡ dùng hết thì tính sao ứng thành hà hỏi thì thầm vừa rồi nhìn tư thế kia của cậu ta mà kéo đến cuối cùng sẽ làm vô thường bị thương vệ tam đáp thay vì bị không ít thương tích chi bằng dính một đao trước rồi kết thúc thật nhanh lúc nói lời này thì vệ tam vẫn đau đớn âm ỉ đằng sau vô thường của cô có một cái lỗ lớn như thế đấy. Được rồi, cơ sơ vũ về hàng đi. Giáp viên báo, phần thưởng cho lần hợp tác huấn luyện đầu tiên thuộc về trường Damaco, họ sẽ được vào sân sớm một tiếng. Trong hai ngày tiếp theo, các thầy cô sẽ lần lượt bình luận về cuộc đối đầu này của các em. Hôm nay giải tán trước đã. Buổi chiều ngày thứ 8 chỉ còn lại trận đánh nhau bằng cơ giáp cuối cùng của vệ tam và cơ sơ vũ nên so đấu xong thì các thầy cô đã cho mọi người giải tán cơ sơ vũ đi ra khỏi khoang cơ giáp khác với sự một ngạt tức giận của tông chính việt nhân vào ban sáng trong mắt cậu ta càng thêm vẻ mờ mịt rõ ràng sẽ thắng nhanh thôi vì sao mọi thứ bỗng đảo ngược những sinh viên khác cũng chẳng cảm thấy thực lực cơ sơ vũ không đủ phải là quá đủ mới đúng nay cậu ta thua nhanh như vậy đơn giản chỉ vì vệ tam quá dị sửa cơ giáp của cậu ấy cho xong đi ứng tinh quyết thu lại ánh mắt trên người vệ tam phía đối diện anh nghiên mặt nói với công nghi giác ừ công nghi giác gật đầu sau đó đi qua nói với cơ sơ vũ buổi tối tôi có thể giúp cậu sửa cơ sơ vũ giật mình ngẩng đầu và đối diện với ánh mắt của ứng tinh quyết tôi rất xin lỗi cô ấy càng khó đánh lại hơn so với chúng ta tưởng tượng ứng tinh quyết nói với vẻ thản nhiên cậu xem thường cô ấy, tôi cũng xem thường cô ấy, là lỗi chung của chúng ta. nghe thấy anh nói như vậy, trong đầu cơ sơ vũ trống rỗng, lần đầu tiên cậu ta không nghe theo lời ứng tinh quyết đã nhận được kết quả này. ngay khi mọi người tan rã, trong nhóm chiến sĩ độc lập đột nhiên có người nhắc vệ tam. người thừa kế nhà họ Eli, còn video của mày và cơ sơ vũ thì sao? mau gửi vào nhóm, muốn giấu à a à còng lén lút ăn xin hoắc tây tây thiếu gia liêu tự mấy cậu không biết quay lúc đó à người thừa kế nhà họ eli mục đích của việc xây dựng nhóm là gửi video đúng không chỉ thiếu vệ tam và cơ sơ vũ làm nhanh lên sa omega eli nhặn xị lên một tiếng dùng quang não ghi hình còn phải canh đi theo bước hai người trong sân cái kiểu người không có chuyện gì mà nhại búa xua khắp nơi thì quá ảnh hưởng đến hình tượng người thừa kế của gã rồi những người khác trong nhóm cũng muốn nhìn lại xem cơ sơ vũ thua như thế nào quinleigh eli có thể gửi để nhìn một tí không Diêu út thêm tôi nữa vệ tam thấy thế liền xin kim kha một đoạn video vừa quay được rồi gửi đến nhóm chiến sĩ độc lập quân khu một một phòng họp nào đó vừa rồi vệ tam làm sao thắng được một vị lãnh đạo cao tầng ngồi ở bàn hội nghị hỏi cháu ấy bắt được khoảnh khắc cơ sơ vũ buông lỏng trong lúc sắp thắng lợi người đối diện cho hay sơ vũ vẫn còn non nớt một chút cần phải tăng tố chất tâm lý lên chứ dựa vào thực lực của vệ tam thì không thể loại cháu ấy được có người phản bác tôi không cảm thấy vậy vệ tam xuất thân từ một ngôi sao vô danh có được huấn luyện nhiều như cơ sơ vũ không cháu ấy là người từng tham gia chiến tranh tố chất tâm lý chẳng yếu hơn vệ tam nói cho cùng là thực lực không đủ. Đây chỉ là một tai nạn." Người cho hay theo bản năng nói hướng về phía một người ngồi ở phía trước của bàn hội nghị. Cơ Nguyên Đức ngồi ở phía trước lên tiếng, "Sinh viên trường quân sự là hy vọng tương lai của liên bang chúng ta, nhiều hơn một người cũng là chuyện tốt." Đám người không nói nhiều nữa. Liên tục nhiều ngày hợp tác huấn luyện cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Vệ Tam vừa trở lại ký túc xá là nằm xuống ngay chân, chừa ra tí vị trí coi. Kim Kha vỗ hai chân cô, cậu ấy ngồi ở một góc sofa và quay đầu nói với vệ tam đang nhắm mắt, trận buổi chiều này đánh tốt, nắm thời cơ đó rất chuẩn. Tôi cảm thấy hình như vệ tam càng ngày càng mạnh. Liêu như ninh kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng nói với cô, vừa rồi tốc độ của cơ sơ vũ đã đủ hù người ta rồi, đáng tiếc đụng phải người biến thái như cậu. Xuống tay trước là chiếm được lợi thế. Vệ Tam không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên mới chủ động dùng sau lưng để dụ dỗ Cơ Sơ Vũ. Nhưng mà lần sau Cơ Sơ Vũ chắc chắn sẽ không thả lòng nữa. Chiêu này chắc chả còn dùng được. Hoặc tuyên sơn lấy làm tiếc nuối. Tông Chính Việt Nhân và Cơ Sơ Vũ không sâu lâu với nhau. Đại Khái phải lần hợp tác huấn luyện sau mới có thể thấy. Năm người hoặc ngồi hoặc co và sau một thời gian dài, Vệ Tam mở mắt ra. Đến lần hợp tác huấn luyện đầu tiên kết thúc chúng ta chỉ loại trừ một vài người không bị nhiễm bệnh. Việc này không thể vội vàng, không chừng có người đang quan sát sinh viên quân sự của chúng ta. Kim Kha nói, ngày mai tụi mình đi một chuyến đến xưởng đen ở sao Pasadena trước xem sao. Xương bọ đen, chìa khóa được tìm thấy trong ngôi nhà cũ của quý tử, còn có người xuất hiện không rõ chỗ phòng mẫu máu ở tòa nhà y tế. Bây giờ họ các loại sương mù cuốn lấy. Ngày hôm sau bắt đầu kỳ nghỉ nên được hoạt động tự do. Những người từ các trường quân sự khác bắt đầu tiếp tục huấn luyện theo thói quen của mình. Mà mấy người vệ tam thì nghênh ngang đi ra khỏi cổng sân tập. Vừa vặn đụng phải đội chủ lực của trường quân sự Samuel chuẩn bị đi tập trên sân huấn luyện. Bọn cô phải tay với người bên Samuel như đi thị sát. Hứ! Sa Omega Eli bĩu môi, gã vô cùng không ưa sự kiêu ngạo của đám người này. Nhưng khi đội chủ lực Damaco đi rồi, Sa Omega Eli lại nói với Cao Học Lâm, có phải vì bọn họ đi ra ngoài để thư giãn trước mỗi trận đấu nên ít áp lực hơn, vì thế sức mạnh cũng không ngừng tiến bộ. Chúng ta có nên ra ngoài đi dạo một vòng hay không? Cao Học Lâm liếc gã với vẻ mặt vô cảm, cậu cảm thấy có thể không? Huấn luyện mỗi ngày mà còn không đánh lại bọn họ, cậu còn muốn lười biếng à? Sa Omega Eli nói một tí thôi mà. Ở phía bên kia, đội chủ lực của trường Damaco đã đeo mặt nạ và đi vào xưởng đen. Bọn họ giành chức vô địch ở sao Sa đô, bên xưởng đen đó nâng đẳng cấp của mấy người vệ tam. Họ không chỉ có thể đi xuống tầng 4 dưới lòng đất mà còn có thể mang theo hai người đi vào. Hiển nhiên danh ngạch của hai người này cũng vì chuẩn bị cho cơ giáp sư và chỉ huy. Xu hướng chính của liên bang vẫn là chế độ một tiểu đội 5 người cho dù là xưởng đen cũng không ngoại lệ đi ăn một cái gì đó trước đã mới sáng sớm mà tôi đói quá liêu như ninh nói khi xoa bụng mình cậu ta và vệ tam ở phía trước dẫn đầu đi về phía khu ăn uống cấu trúc xưởng đen ở đây và sao sa đô không có bất kỳ sự khác biệt nào ngay cả trang trí cũng giống hệt nhau miễn là quen thuộc với xưởng đen sao sa đô thì người ta sẽ không xa lạ với nơi này năm người đi vào khu vực ăn uống, Liêu Như Ninh và Vệ Tam nhanh chóng đi tới khu đồ ăn, nó bọc lấy mấy con côn trùng bên trong, quẻ. Thiếu gia Liêu chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mắc ói. Vệ Tam đẩy cậu ta ra, bên này là khu đặc sản, cậu vẫn nên đi bên phải lấy đồ ăn đi. Hoác Tuyên Sơn gắp một cái đặt vào đĩa của mình sau đó dùng đũa gắp lên cắn một miếng. Cậu ta ăn xong, hương vị cũng không tệ lắm liêu như ninh ở bên cạnh nhìn hồi lâu cậu ta chờ đến khi bọn họ gấp xong mà vẫn còn do dự nhắm mắt mở miệng kim kha nói cho liêu như ninh nghe chờ sau khi cậu ta làm theo thì cậu bèn mang một con sâu chiên qua rồi bỏ vào trong miệng liêu như ninh nhai thiếu gia liêu nhịn sự khó chịu cố sức nhai vài cái rồi nuốt xuống còn còn rất ngon vị hạnh nhân lẫn trong thịt gà ấu trùng phát triển trong rừng mưa nhiệt đới sau khi chúng bị bắt thì được nhân công nuôi bằng hạnh nhân cũng bởi vì thế nên sau khi chiên nó sẽ tỏa ra vị hạnh nhân nhẹ nhàng do đó được gọi là thanh hạnh nhân ứng thành hà đọc các từ trên tường phía trước đĩa liêu như ninh đi tới trước mặt thanh hạnh nhân mặc dù bộ dáng vẫn không thể chấp nhận được nhưng vừa rồi khi ăn một cái xong hình như nó cũng không khó chấp nhận như thế năm người lấy tất cả các loại côn trùng một lần rồi mới tìm một vị trí để ngồi xuống vừa ngồi xuống vệ tam đã nhìn thấy một người quen đi vào cửa là ngư thiên hà cô theo bản năng bưng đĩa trốn dưới bàn những người khác còn chưa hiểu được hành sáu của vệ tam cũng nhìn thấy ngư thiên hà đi tới từ cửa rồi ngồi thẳng trước mặt bọn họ chỉ cách cả đám mấy cái bàn cậu có đeo mặt nạ đấy kim kha đá vệ tam dưới gầm bàn còn nói nhỏ cô ấy không biết chúng ta là ai chúng ta là ai vệ tam giơ tay sờ một cái đúng thật là vậy. Lúc này cô mới chui ra khỏi bàn. Làm sao mà em si ngư lại đến một nơi như vậy? Liêu như ninh nhìn chầm chầm vào người đàn ông phía trước và hỏi những người khác. Hoắc Tuyên Sơn giơ tay chống lấy ngửa cái mặt nạ của mình, cũng nói nhỏ, đừng nhìn chằm chằm vào cô ấy, cẩn thận coi chừng bị phát hiện. Năm người đã chuẩn bị địch không động thì ta không động, yên tĩnh ăn sáng, nhưng mọi thứ không phát triển như họ mong muốn có một người khác đi vào ở cửa, rõ ràng là đến tìm Ngư Thiên Hà. Nhưng ông ta vẫn chưa kịp ngồi xuống là đã nhìn thấy năm người ở phía sau nên cứ thế đi tới, mấy bạn đến từ sao xa đâu.